Chương 221. Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Gì? Là người nọ thay ta mua cửu thiên tức nhưỡng tinh. Phương Hàn ngẩn ra, rất ngạc nhiên, thế nhưng cũng không biểu hiện ra chút khiếp sợ nào. Chẳng qua là phất phất tay là ra một bộ bí hiểm. Nói, biết rồi, thay ta cảm ơn vị cố nhân kia. Đợi khi đại hội bán bảo qua đi, ta sẽ cùng hắn ôn chuyện. Trong lúc nói chuyện hắn vung tay lên, cửu thiên tức nhưỡng tinh trong mâm toàn bộ bị thu vào tay. Sau đó tiến nhập vào trong hoàng tiền đồ. Không tệ, chân chính là cửu thiên tức nhưỡng tinh. Đáng tiếc là hơi ít. Nếu như có được có đầy đủ tinh sa lớn cỡ một căn phòng, người có thể luyện hoàng đế thổ hoàng đạo tới đại viên mãn. Sinh ra mậu thổ thần lôi, diêm trong hoàng tiền đồ vuốt vuốt cửu thiên tức nhưỡng tinh. Tinh tế người khí tức, rồi nói, trước kia trong bảo khố của hoàng tiền ma tông chúng ta có không ít loại bảo bối này, khi nào rỗi chúng ta sẽ trở lại đó xem một lần. Bảo khố của hoàng tiền ma tông ở nơi nào? Phương Hàn nghe vậy, lập tức hỏi, trong lòng đất, hoàng tiền ma tông chúng ta có một mảng sơn môn cự đại so với vũ hóa thiên cung còn lớn hơn gấp 10 lần. Không gian trong đó chồng lên nhau, càng có vô tận quan khẩu, trong đó không biết có bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu tài phú đan dược. Nhưng mà hiện tại chúng ta không thể đi, bởi vì sau thời của hoàng tiền đại đế, hoàng tiền ma tông bị chia 5 x 7. Hiện tại trong sơn môn có không ít trưởng lão trông coi. Thực lực của ngươi không đủ tới đó chỉ sợ sẽ bị bọn họ bắt đi. Chịu luyện hồn chi khổ. Hắc hắc, hoàng tiền đồ là cái chìa khóa để mở ra bảo khố của hoàng tiền ma tông chúng ta. Những người kia không có hoàng tiền đồ, chỉ trông coi bảo khố mà không thể mở ra. Thậm chí ngay cả du hồn quan cũng không qua được. Diêm cười quái dị, ta đã biết là ai mua cửu thiên tức nhưỡng tinh đưa cho ta rồi. Phương Hàn đột nhiên nói. Là ai? Diêm cũng rất tò mò nói. Bộ dạng của ngươi hiện tại, lại dùng hải thận khí công biến đổi, người bình thường sẽ không thể nhìn ra, có thể nhìn thấy đều là nhân vật lợi hại. 3000 viên đan dược không phải là con số nhỏ, cứ như vậy tặng cho ngươi, chỉ sợ Phương Thanh Tiết cũng làm không được. Để lát nữa ta nói cho ngươi biết, ta chỉ suy đoán được 6-7 phần thôi, cũng không phải hoàn toàn chính xác, còn phải xem đã. Phương Hàn thở ra một hơi, tiếp tục nói, bất quá lần đại hội bán bảo này lại có tên Mạnh Thiểu Bạch gây rối, thật sự là có phần chán nản. Ta tính khi tranh đoạt kiện thuần dương tuyệt phẩm bảo khí mới chân chính là đại chiến. Lần này Mạnh Thiểu Bạch không xuất thủ, hiển nhiên là giữ lại vốn liếng để tranh đoạt bảo bối cuối cùng. Diêm nghe Phương Hàn phân tích liên tục gật đầu nói, xem ra tài phú của Mạnh Thiểu Bạch này cũng không phải vô cùng vô tận, cũng có một giới hạn, ta ước chừng khoảng mấy trăm triệu, nhiều nhất là hơn 10 ức. Hừ, người này miệng ăn núi lở, sao so được với tài phú không dứt của ta. Phương Hàn nói, nguyên lai đạo hữu là người có thân phận, cũng không phải tán tu. Lúc này Lục Mi, thập tam nương của thiên đạo các trông thấy Phương Hàn thu cửu thiên tức nhưỡng tinh, không nhịn được nói, đã như vậy thiên đạo các ta nguyện ý cung cấp tiền cho đạo hữu mà không cần tiền lãi, chỉ cần đạo hữu dùng nguyên anh đan trả lại là được. Đúng rồi, vị này chính là trưởng lão của thiên đạo các, Cổ Mông tôn giả, hết thảy sự vụ tôn giả có thể toàn quyền chủ trì. Thập tam nương giới thiệu lão giả thân hình cao lớn uy mãnh lưng hơi gù kia. Phương Hàn đã sớm nhìn ra, lão giả đạo trang lưng còng cao lớn này, khí tức toàn thân cực kỳ nồng đậm. Nhất là cái lưng còng kia, cũng không phải do thân thể dị dạng, mà là bên trong ẩn chứa cương khí hủy diệt cực kỳ lợi hại. Tựa hồ như tu luyện vô thượng thần thông nào đó. Thì ra là Cổ Mông tôn giả. Lúc này Liên Vân, Phiêu Vân hai nữ tử Linh Lung Phúc Địa cũng mở miệng chào hỏi. Thần thái có vẻ cung kính, pháp lực của lão giả này rất cường hoành, còn hơn cả một kim đan cao thủ. Cổ Mông tôn giả đã tu luyện tới thần thông cửu trọng, đã luyện tới thiên địa pháp tướng. Lần này là nghe nói Phương lãnh đạo hữu có thể cung cấp đại lượng nguyên anh đan, thế cho nên muốn cùng đạo hữu hợp tác một phen, xem có thể cung cấp người bảo vệ đạo hữu hay không. Trong lúc nói chuyện, thập tam nương chậm rãi lui ra ngoài. Thần thông cửu trọng, cường giả thiên địa pháp tướng. Phương Hàn nhìn lão giả này, chỉ biết người này khủng bố. Chính mình chỉ sợ có xuất động đạo khí huyết giả chi vương. Hoàng tiền đồ 28 loại thần thông cũng không phải đối thủ của lão. Hiện tại hắn chỉ có thể thắng kim đan cao thủ mà thôi. Thế nhưng nếu chống lại người luyện tới thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp, cũng chỉ là mơ tưởng. Đương nhiên tu vi của hắn gần đây cũng có tiến bộ không ít. Tạo ra thức hải thứ hai lại cảm ngộ được tiên giới, khiến tinh thần ngưng tụ cao độ, có thể nhen nhóm hỏa diễm.
Nếu không đối phó được với cao thủ phong hỏa đại kiếp có thể chạy trốn, cũng không bị thương tổn. Thế nhưng chống lại cửu trọng thần thông thiên địa pháp tướng, chỉ sợ chạy trốn cũng không dễ. Thay ta vấn an tới Linh Lung Tiên Tôn, Cổ Mông Tôn giả lão nhân lưng còng này trái lại đối với hai nữ tử Linh Lung Phúc Địa rất khách khí. Dù sao đối với bọn họ cũng là vạn cổ cự đầu, không e dè cùng đối đầu với Thái Nhất Môn. Cổ Mông Tôn giả, Linh Lung Phúc Địa chúng ta đã đồng ý cho Phương Lãng chân nhân mượn tiền rồi. Hơn nữa sẽ dùng một viên Nguyên Anh đan đổi lấy 200 viên Bạch Dương đan. Hồng y nữ tử cô gái che mặt phiêu vân nói. Hừ, không biết Linh Lung Phúc Địa có thể cho Phương Lãng mà mượn bao nhiêu tiền. Cổ Mông Tôn giả nói. 1 triệu viên đan dược là đủ rồi. Liên Vân Tiên Tử nói. Thiên đạo các ta đây có thể cho hắn mượn 2 triệu. Cổ Mông Tôn giả mỉm cười nói. Cũng như các ngươi, 1 đổi 200, tốt lắm, tốt lắm. Cổ Mông Tôn giả pháp lực cao cường. Ta còn phải cầu ngài chuyện khác nữa mà. Chuyện tình mượn tiền sẽ bàn sau. Đây là chút lòng thành, coi như làm lễ gặp mặt. Cũng thỉnh Cổ Mông Tôn giả cùng hai vị tiên tử vui lòng nhận cho. Phương Hàn thấy hai phe người tranh nhau muốn cho mình vay tiền, vội vàng ngăn cản lại. Tùy ý vung tay, đan dược liên tiếp bay ra, chia làm 3 phần, mỗi 1 phần đều là 1 vạn viên chồng lên nhau tựa như 1 tòa bảo tháp. Chậm rãi bay tới trước mặt 3 người, 1 vạn viên Nguyên Anh đan giá trị 100 vạn, vậy mà coi như lễ gặp mặt, đạo hữu quả là hào phóng. Lão hủ gần đây tu luyện rất cần đan dược, cũng không khách khí nữa. Cổ Mông Tôn giả đem đống đan dược này thu vào trong tay áo. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái chỉ biết hắn có thứ gì đó giống như Bách Bảo Nang vậy. Mặt khác hai nàng kia cũng không khách khí, đều thu hồi đan dược, quả nhiên không thèm nói tới chuyện mượn tiền nữa. Đúng lúc này phía dưới lại đem lên một kiện bảo bối, cũng giống như cửu thiên tức nhưỡng tinh, nhưng là màu hỏa hồng, trên mặt còn có hỏa diễm điện quang lập lòe, phát ra tiếng nổ lốp bốp, trong lúc hỏa hoa lập lòe làm cho người ta cảm giác được lực lượng hủy diệt trong đó. Bính hỏa lôi trạch xa. Đây là một kiện bảo bối hỏa hệ. Nếu như người tu luyện hỏa hệ thần thông hấp thụ vật này, lập tức có thể đem thần thông tu luyện sinh ra bính hỏa thần lôi đại viên mãn. Nhưng mà Phương Hàn tu luyện xích đế hỏa hoàng khí lại không phù hợp. Phương Hàn cũng không định mua bởi vì tốn hao quá nhiều tài lực. Quả nhiên trải qua mấy vòng trả giá, vật này được đại trưởng lão Mặc Vạn kiếm pháp bào thuộc thông thiên kiếm phái trả với cái giá 1.000 vạn mua đi. Mạnh Thiểu Bạch cũng không có xuất thủ. Sau đó là một chút thiên tài địa bảo xuất hiện, như thất tinh linh lung ngọc, tiên thiên huyết ngọc dùng để luyện chế Bách Bảo Nang, cùng một loại với thái bạch kim tinh thạch, còn có vạn trọng thủy nhu tinh, cửu sắc chi lan, thất bảo thải liên, long tu căn, vạn niên tử thái tuế, vân vân. Thậm chí Phương Hàn còn thấy một đầu liệt thiên thú đã tu thành thần thông. Đầu liệt thiên thú này giống như hổ mà không phải hổ, giống như báo mà không phải báo, trên lưng mọc lên 6 cái cánh. Phi hành rất nhanh, tiếng giống như sấm, quỷ thần nghe được còn phải kinh hãi. Khi giận dữ gầm lên giống như ác quỷ, mọi vật xung quanh đều bị đập tan. Trời sinh ra vô thượng uy nghiêm, chính là thượng cổ hồng hoang dị chủng. Càng lợi hại hơn chính là nó lại giống như hắc thủy vương xà, đã lột xác có được thần thông, là tọa kỵ tốt nhất cho tu luyện giả. Loại vật này sinh trưởng trong lòng đất, khi còn nhỏ thậm chí có thể săn bắt tu la làm thực vật. Có thể thấy được nó lợi hại tới mức nào. Thế nhưng cũng bị con người bắt tới đây bán với cái giá 1.000 vạn. Các loại kỳ chân, dị thú, linh dược, linh đan, phi kiếm, pháp bảo, linh thạch tầng tầng lớp lớp được tung ra. Phương Hàn cũng không kịp nhìn, thậm chí nghĩ muốn mua xuống. Thế nhưng hắn vẫn không có động thủ, lặng lặng chờ đợi một kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí cuối cùng xuất hiện. Trong phòng khách quý ở đây có rất nhiều cao thủ, cũng có cùng ý nghĩ như hắn, đều đang chờ đợi vật phẩm cuối cùng. Cả tên Mạnh Thiểu Bạch kia cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Để Phương Hàn mua xuống cửu thiên tức nhưỡng tinh, hắn vẫn không lên tiếng, khiến cho người ta hoài nghi người này có phải là bỏ đi rồi hay không. Đột nhiên trong lúc này một hồi oanh động từ phía dưới truyền đến. Nguyên lai bất chi bất giác đã đến hồi đấu giá cuối cùng. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được rất nhiều thần niệm từ trong phòng khách quý bắn phá mà ra. Đồng thời hắn cũng thấy được một kiện đồ vật được mang ra. Một kiện đồ vật cuối cùng này lại không bị tấm lụa che đậy. Người người đều thấy rất rõ ràng. Cư nhiên là mô hình một chiếc thuyền. Là một chiếc thuyền lâu cổ điển. Dài chừng 3 thước, chiều cao 9 tầng. Mỗi một tầng đều thập phần tinh xảo. Buồng nhỏ trên thuyền, bong thuyền, thậm chí gian phòng bên trong như bàn.
ghế, mật thất, đồ trang trí, bích họa, lư hương đều đầy đủ. Nhìn từ phía trên xuống, giống như là một con thuyền đại lâu thu nhỏ vậy. Tòa lâu thuyền này màu thuần thanh, giống như màu xanh của bầu trời. Không biết là được chế tạo bằng chất liệu gì. Phù quang bên trong loáng thoáng, không biết có bao nhiêu phù lục lưu động. Thuần dương khí mênh mông vô tận, từ bên trong tỏa ra, làm cho người ta cảm giác được như bên trong ẩn chứa cả một thế giới thuần dương. Vô số cảm giác huyền diệu từ lâu thuyền truyền tới. Lâu thuyền này tựa hồ như có một loại ma lực khiến tất cả mọi người đều muốn có nó. Hảo bảo bối, Phương Hàn ngược lại hít một hơi lương khí, bằng vào khí tức bên ngoài. Hắn liền cảm giác được, lâu thuyền này so với ngũ ngục vương đỉnh còn tốt hơn nhiều lắm. Đã gần tới mức vô hạn đạo khí, hơn nữa uy lực thật lớn, tính chất đặc biệt, nếu như có thể có trường sinh bí cảnh cao thủ luyện chế. Tăng thêm tinh huyết của mình vất vả luyện chế trong một hai giáp. Nó có thể tấn cấp trở thành đạo khí, hơn nữa so với huyết giả chi vương còn muốn lợi hại hơn. Vậy mà không biết ai đã bán nó. Thứ tốt, Diêm cũng sửng sốt, lâu thuyền này phát ra thuần dương khí rất nồng đậm, nhất định có thể đủ để ta tăng lên một cấp. Ta cũng không đành lòng ăn nó, nhưng mà trên người của ngươi Phương Hàn ngươi chỉ có 6.000 vạn viên đan dược. Chỉ sợ không mua được a. Vậy mà cũng có người lấy loại bảo khí này ra bán. Thiên đạo các cũng thật sự lợi hại quá. Đây là một kiện thượng cổ kỳ chân, tên là Đại Phạm Quang Minh Thuyền, uy lực vô tận, căn cứ trong thượng cổ điển tịch ghi lại, thuyền này chính là do một vị dị nhân luyện chế, dùng để thông hành đại thiên, tránh né ma kiếp, nhưng mà chưa luyện thành, thế nhưng uy lực vô tận, đã gần tiếp cận tới mức đạo khí, chương 222, 2 ước 6.000 vạn, thì ra là thế, Đại Phạm Quang Minh Thuyền này chính là bảo khí của Phật môn. Tuy phi thường lợi hại thế nhưng nếu không có công pháp của Phật môn, cùng không hiểu thủ đoạn của Phật môn căn bản không thể tế luyện. Cho nên cho dù là trường sinh bí cảnh cao thủ cũng không có cách nào biến nó trở thành đạo khí. Trừ phi hủy diệt trận pháp nguyên bản, một lần nữa biến nó trở lại tài liệu cũ, như vậy không bằng tế luyện một kiện đạo khí mới cho rồi. Diêm quan sát nửa ngày đột nhiên lắc đầu nói, đúng rồi, nữ sát thủ thần bí truy sát ta cũng sử dụng chiêu tịnh thế liên hoa đó. Người cũng nói là Phật môn tuyệt học, Phật môn rốt cuộc là tiên đạo môn phái gì, ta chưa từng nghe nói qua, mà ngay cả trong chư thế giới cũng không có ghi lại. Rốt cuộc là môn phái thần bí gì, trong lòng có chút Phương Hàn trong lòng có chút ngạc nhiên tự hỏi. Hắn chưa từng nghe qua có môn phái Phật môn, không biết thực lực của môn phái này so với Thái Nhất môn, Vũ Hóa môn thì như thế nào, hay là một môn phái tán tu đại năng nào đó thành lập lên. Nhưng mà hắn có thể khẳng định, tại huyền hoàng đại thế giới không có môn phái Phật môn này tồn tại. Nếu không với uy lực của tịnh thế liên hoa đã sớm dương danh lập vạn, uy danh hiển hách rồi. Phật môn không phải môn phái trong huyền hoàng đại thế giới. Chuẩn xác mà nói nó cũng không phải là một môn phái, mà là một loại giáo phái. Cùng tiên đạo, ma đạo bất đồng, ở chỗ sâu trong thời không, ở chỗ sâu nhất trong tinh không, là thế lực cực kỳ khổng lồ. Thậm chí vực ngoại thiên ma cũng từng bị hàng phục. Công pháp tu luyện của bọn họ không hề giống với tiên đạo. Bọn họ đã từng tới huyền hoàng đại thế giới, chuẩn bị truyền giáo, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại không tới. Chỉ có một ít người của tiên ma hai đạo biết sự tồn tại cùng lợi hại của Phật môn ở vực ngoại thời không ra. Tất cả mọi người đều không biết, toàn thân lân phiến của Diêm rung động, thèm thuồng nhìn Đại Phạm Quang Minh Thuyền, nói tiếp, những thứ khác không nói. Cái thuyền này nếu như bị ta nuốt, lực lượng của ta tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Bên trong ngoài ẩn chứa 9 loại thuần dương khí, còn không biết có bao nhiêu loại nữa. So với lần trước cướp được kiện vật phẩm của Thất Diệp Ma Quân còn nhiều hơn mấy chục, mấy trăm lần. Ôi, cái thuyền này chắc là khi luyện chế đã hấp thu không ít cửu dương thánh thủy a. Thì ra là thế, vậy cứ thử nhìn xem ta có thể chụp được hay không. Phương Hàn đang cầm một khoản tiền lớn 6.000 vạn viên đan dược, nhưng đối với chuyện mua Đại Phạm Quang Minh Thuyền thật sự là không nắm được mấy phần hy vọng. Quả nhiên người chủ trì bán bảo xích thủ tiên dùng một loại thanh âm không có chút tình cảm nào. Nói, Đại Phạm Quang Minh Thuyền này chính là chi bảo áp trục thiên đạo các. Chư vị cũng thấy được uy lực của nó rồi. Giá trị không thể đánh giá. Giá khởi điểm là 5.000 vạn. 5.000 vạn, kiện bảo bối thứ nhất là quả trứng côn bằng cuối cùng bị Mạnh Thiểu Bạch mua cũng chỉ có giá 5.000 vạn. Hiện tại bảo thuyền này giá thấp nhất đã là 5.000 vạn. 5.000 vạn viên đan dược là khái niệm gì?
Số lượng này đủ có thể duy trì thời gian tu luyện 100 ngày cho cả đám các đệ tử Vũ Hóa Môn. 5.100 vạn. Lập tức đã có người kêu giá. Tự nhiên là cao thủ trong phòng khách quý. Giá cao như vậy không phải là người ở phòng khách quý. Căn bản là không có khả năng hô giá. Hơn nữa cho dù là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ căn bản cũng không kham nổi với cái giá này. Trên thực tế đem cả già lam. Vạn la, linh tiêu cao thủ kim đan cao thủ bực này của Vũ Hóa Môn tới. Muốn thoáng cái xuất ra 500.000 viên đan dược cũng phải táng ra bại sản. 5.200 vạn, lại có người hô giá. Nhưng mà người này cũng không cảm thấy xót của. Phương Hàn nhìn qua, là thanh niên áo lam ngày đó cướp đoạt Tây Phương Thái Ất chân kim của mình. Cũng không biết là có địa vị gì, lại có thể trả một cái giá lớn như vậy. 5.500 vạn, lúc này Phương Hàn cũng đã nổi lên hứng thú. Vội vàng hô lên một giá, thanh niên áo lam ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn tới. Trông thấy Phương Hàn, sắc mặt không khỏi càng thêm băng lãnh, trong miệng mãnh liệt phun ra mấy chữ. 5.800 vạn, 6.000 vạn, Phương Hàn thoáng cái đem tất cả gia sản của mình tung ra ngoài. Tuy đã dùng mất 200 vạn viên đan dược để mua lấy Cửu Dương Thánh Thủy. Thế nhưng đó chỉ là chút tiền nhỏ, dùng một ít nguyên anh đan để đổi là được. Thanh niên áo lam sắc mặt càng thêm hung ác, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì hơn. Hắn cũng không có ra giá nữa. Tựa hồ như tài lực có hạn, 7.000 vạn, Mạnh Thiểu Bạch đứng lên ngắm nhìn bốn phía, tựa như mãnh hổ nhìn bấy sới, thoáng cái tăng lên 1.000 vạn, tựa hồ như muốn đánh tan ý niệm muốn tranh đoạt của mọi người. Cái giá này cũng thật lợi hại, thoáng cái át hết mọi thanh âm, đối với rất nhiều bảo bối tốt trên đại hội bán bảo hắn đều không gọi giá. Rất ẩn nhẫn tích cóp tài chính, đến lúc cuối cùng mới tung tiền ra, xem ra ta phải mượn tiền rồi, như vậy đi. Liên Vân Tiên Tử, Phiêu Vân Tiên Tử, ta trước tiên muốn mượn một ức của Linh Lung Phúc Địa. Thế nào, trong vòng một năm ta sẽ dùng Nguyên Anh Đan trả lại. Phương Hàn cười lạnh nói, đạo hữu cứ việc đấu giá, đem Đại Phạm Quang Minh Thuyền thu về. Tiếp theo sẽ tính, Liên Vân Tiên Tử khẽ động thân, thong thả nói, ánh mắt nhìn chăm chú về bảo thuyền phía dưới. Không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, hiển nhiên đối với bảo bối này cũng động tâm. Phương lãnh đạo hữu cứ việc ra giá, chỉ cần sau này ngươi dùng Nguyên Anh Đan trả lại, thiên đạo các đảm bảo sẽ cho ngươi mượn một số tiền lớn. Cổ Mông tôn giả vừa rồi được Phương Hàn tặng 1 vạn viên Nguyên Anh Đan, trong lòng rất thư sướng, càng tăng thêm ý nghĩ muốn kết bạn với Phương Hàn. Lúc này đã biết thực lực của Phương Hàn, cho nên sao lại không mở rộng cửa. Tốt lắm, Phương Hàn gật gật đầu. 8.000 vạn, lúc Phương Hàn cùng thiên đạo các Linh Lung Phúc Địa hai phe đàm luận chuyện mượn tiền, đột nhiên một thanh âm non nớt của đồng tử vang lên. Thập phần lười nhác, nhưng lại tựa hồ nhằm vào Mạnh Thiểu Bạch. Đúng là tên đồng tử thần bí đã dùng 3.000 vạn mua Cửu Thiên Tức Nhưỡng tinh tặng cho Phương Hàn. 9.000 vạn, Mạnh Thiểu Bạch khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Thanh âm không có chút tình cảm nào. Dường như đối với ngàn vạn linh đan cũng chỉ là một vài chữ thôi vậy. Một ức, lúc này Phương Hàn rốt cuộc cũng lên tiếng. Hừ, Mạnh Thiểu Bạch nguyên bản cho rằng Phương Hàn đã bỏ cuộc. Không ngờ rằng Phương Hàn lại vùng lên, còn hô cái giá trên trời là 1 ức nữa. Hắn cũng không lên tiếng, tựa hồ như đang chờ đồng tử kia tranh đoạt cùng Phương Hàn. Thế nhưng chờ giây lát đồng tử kia cũng không mở miệng. Tựa hồ như cố ý nhường Phương Hàn, lập tức trên mặt hắn xuất hiện vài phần tức giận. 1 ức 5.000 vạn, Mạnh Thiểu Bạch búng ngón tay ra, lại lần nữa hô lên một cái giá làm cho bất cứ người nào cũng khiếp sợ. Lập tức giết sạch ý niệm đang dục dịch của mấy kẻ đang có ý định tranh đoạt. Mà ngay cả Cổ Mông tôn giả bên người Phương Hàn cũng run rẩy. Pháp lực của hắn tuy cao cường, tu luyện tới cửu trọng thần thông thiên địa pháp tướng, thế nhưng đối mặt với khoản tiền lớn như thế, trái tim cũng lung lay. Hắn mặc dù là người của thiên đạo các, thế nhưng lại không có được tài phú lớn như vậy. Hơn ức viên đan dược, ngoại trừ vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh còn có thể chấn định được. Cao thủ thần thông trở xuống cho dù là cả đời cũng không luyện chế được số lượng lớn như vậy. 2 ức, thanh âm lười biếng của tên đồng tử kia lại lần nữa vang lên. Căn bản không quan tâm tới sắc mặt của Mạnh Thiểu Bạch, cũng trực tiếp tăng giá lên 5.000 vạn, coi linh đan giống như bùn đất. 2 ức 1.000 vạn, Phương Hàn mỉm cười tăng thêm 1.000 vạn. Lúc này hắn biết tên đồng tử kia đang trợ giúp chính mình, tự nhiên sẽ không đem giá tăng lên quá cao. Hừ, 2 ức 5.000 vạn, Mạnh Thiểu Bạch lại lần nữa tăng giá. Lúc này rất nhiều người đã chết lặng,
Không biết con thuyền Đại Phạm Quang Minh thuyền này bán được giá bao nhiêu? 2 ức 6.000 vạn. Đồng tử lần này cũng không tăng giá quá cao, chỉ bỏ thêm 1.000 vạn. Một bộ muốn đối phó với Mạnh Thiểu Bạch. Thế nhưng là như vậy mới càng khó chơi. Lúc này sắc mặt Mạnh Thiểu Bạch lại biến đổi. Hừ lạnh một tiếng, liền ngồi xuống. Lúc này hắn biết, không quản mình tăng giá thế nào, đồng tử lười biếng kia đều tăng hơn một giá. Tuy hắn có cự đại tài phú, thế nhưng lại không thể tiêu xài như vậy. Thế cho nên cũng chỉ đành buông tha cho lần đấu giá này. 2.6.100.000. Phương Hàn vội vàng bỏ thêm 100 vạn. Quả nhiên đồng tử kia không hô giá nữa. Chờ trong giây lát, không còn ai hô giá nữa. Vật phẩm cuối cùng của đại hội bán bảo lần này, thuần dương tuyệt phẩm bảo khí Đại Phạm Quang Minh thuyền đã bị Phương Hàn mua. Chứng kiến bảo thuyền được mình mua lấy, Phương Hàn liền nói với Liên Vân Tiên Tử, Cổ Mông Tôn Giả, hai vị, lần này ta may mắn mua bảo thuyền, sẽ mượn của Linh Lung Phúc Địa 1 ức, của Thiên Đạo Các 1 ức, không biết ý các vị thế nào? Được, được, Cổ Mông Tôn Giả liên tục gật đầu. Phương Lãnh chân nhân, thuyền này đã được đưa tới cho ngươi. Ngươi đi kiểm tra và xác nhận đi. Thập Tam Nương bước vào gian phòng khách quý, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cùng đi vào còn có vị kim đan cao thủ Xích Thủ Tiên đang nâng Đại Phạm Quang Minh thuyền. Lúc này Phương Hàn cũng không khách khí, vung tay áo lên, đem bảo thuyền thuần dương này thu lấy rồi để vào trong hoàng tuyền đồ. Diêm cũng không có lập tức ăn tươi kiện bảo bối này mà suy nghĩ một lát. Thân thể cuộn tròn, vây xung quanh bảo thuyền, tựa hồ như muốn nghiên cứu kỹ rồi mới ăn vậy. Hai bên ta đều muốn mượn 1 ức, chứ vị trái lại không cần lo lắng ta quỵt nợ. Tầm 1 tháng này ta lúc nào cũng ở trong Thái Bạch Thành tu luyện, đồng thời sẽ luyện chế đan dược luôn. 1 tháng sau, ta sẽ dùng nguyên anh đan để trả lại. Thế nào, đồng thời trong lúc ta tu luyện, xin Cổ Mông Tôn Giả cùng Liên Vân Tiên Tử hộ pháp cho ta. Phương Hàn sau khi thu thuyền cũng không cùng Linh Lung Phúc Địa, Cổ Mông Tôn Giả thương thảo chi tiết mà nói thẳng ra luôn. Gì, 1 tháng, người có thể trả 2 ức viên đan dược. Phương Hàn nói vừa dứt lời, đám người ở trong phòng đều quá khiếp sợ. Nguyên lai bọn họ còn muốn phái người đi theo Phương Hàn. Dù sao 1 ức viên đan dược cũng không phải là số lượng nhỏ. Thế nhưng một câu nói kia của Phương Hàn khiến bọn họ vứt bỏ hết mọi băn khoăn trước đó. 10 ngày Phương Hàn có thể luyện chế thành 36 vạn viên nguyên anh đan. Đổi thành bạch dương đan chính là 7.200 vạn viên. Chỉ 1 tháng đã có 2 ức hơn 1.000 viên đan dược. Còn dư để trả nợ. Không thành vấn đề. Rốt cuộc người này có địa vị gì? Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Không cần như vậy, ta trước tiên đem món nợ này trả dùm ngươi. Đây là tinh tệ 2 ức viên đan dược, có thể rút được ở Thiên Đạo Các các ngươi. Sau này vị Phương Lãnh đại ca này sẽ đem nguyên anh đan trả lại cho ta là được rồi. Đúng lúc này tấm rèm cửa khẽ động, một đứa bé đi vào, trong tay đeo một cái vòng tay lóng lánh, quang hoa không ngừng lập lòe, thế nhưng lại không có một điểm pháp lực ba động. Tựa hồ như đã hoàn toàn được ẩn giấu đi. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc đã biến thành đạo khí. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, lập tức biết suy đoán của mình là chính xác. Hài đồng này chính là Tinh Vân Bảo Bảo, là con của trưởng giáo Chí Tôn Quần Tinh Môn. Mà nguyên lai tuyệt phẩm thuần dương bảo khí Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc bây giờ đã biến thành đạo khí, cũng không biết là dùng lực lượng gì luyện chế. Tinh Vân Bảo Bảo cũng chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh. Chương 223. Vị trí trưởng môn. Phương Hàn sớm đã đoán được thanh âm trẻ em kia chính là Tinh Vân Bảo Bảo. Ngày đó hắn cứu đứa nhỏ này một lần, lại nhờ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc của nó mà luyện thành thần thông. Không ngờ hôm nay lại có được sự giúp đỡ to lớn từ đứa bé này. Thiên phú của con trai trưởng giáo Quần Tinh Môn quả thật là không thể tưởng tượng hết được. Bất quá trong lòng Phương Hàn cũng có chút nghi hoặc, sao Tinh Vân Bảo Bảo lại nhận ra hắn? Bản thân hắn đang dùng hải thận khí công biến hóa bản thân. Chẳng lẽ là được cao nhân nào chỉ điểm sao? Phương Lãnh đại ca, đã lâu không gặp anh rồi. Hãy lên Đại Phạm Quan Minh thuyền, chúng ta sẽ đi đến một chỗ khác để trò chuyện. Huynh thấy sao? Tinh Vân Bảo Bảo chớp chớp mắt nói. Thiếu chủ Quần Tinh Môn đã đứng ra nói cho Phương Lãnh đạo hữu thì mọi chuyện tự nhiên là ổn rồi. Cổ Mông Tôn Giả nhận lấy tin tạp, nhìn kỹ xác định đúng với số tiền mà hắn yêu cầu thì gật gật đầu. Phương Lãnh đạo hữu, không biết ngươi mời lão phu đến đây có chuyện gì? Mời ông đến tự nhiên là có chuyện rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới Thiên Đạo Các bán 10 vạn nguyên anh đan. Giá cả thế nào thì xin mời Cổ Mông tiền bồi quyết định. 10 vạn nguyên anh đan chính là 1.000 vạn đan dược.
lại gấp đôi giá cả bình thường thì là một khoản tiền rất lớn. Có thật không? Mặt Cổ Mông Tôn giả hiện ra vẻ vui mừng, thực không dám giấu giếm. Hiện nay lão phu đang tu luyện một loại huyền công, mỗi ngày chỉ cần chuyển hóa một lượng lớn nguyên khí thành pháp lực, mà Bạch Dương Đan thì không đủ để bổ sung, còn Nguyên Anh Đan thì phải mua của Thái Nhất Môn. Nếu như đạo hữu có Nguyên Anh Đan thì lão phu nguyện ý dùng pháp bảo để trao đổi. Mấy ngày nữa ta chắc chắn sẽ đến gặp tiền bối. Phương Hàn đứng dậy rồi nhìn hai đại tiên tử Phiêu Vân, Liên Vân của Linh Lung Phúc Địa. Mấy ngày nữa ta cũng sẽ đến thăm các vị nhờ Liên Vân tiên tử hỗ trợ. Thực không dám giấu gì, gần đây ta bị một cao thủ thần bí đuổi giết, cần có người giúp đỡ. Về phần giá cả thì ta nguyện ý dùng đại lượng Nguyên Anh Đan để trao đổi. Không biết hai vị tiên tử thấy sao? Chuyện này tự nhiên là được. Chúng tôi sẽ ở tại Linh Lung Tháp chờ đạo hữu. Liêu Vân tiên tử nghĩ nghĩ, đề nghị hấp dẫn như vậy thật là không thể cự tuyệt. Được, vậy ta xin cáo từ. Phương Hàn đứng dậy rời đi, cùng với Tinh Vân Bảo Bảo ra khỏi Thiên Đạo Các, bay lên trời, tiến nhập vào trong mây, sau đó dùng Hải Thận Khí Công để che giấu hình thể của mình. Phương Hàn đại ca, thần thông của huynh thật là lợi hại. Không ngờ được là chỉ mới qua có một năm mà huynh đã tu luyện tới thiên nhân cảnh. Còn ta chỉ mới luyện thành cương khí, còn đang mắc kẹt ở việc lĩnh ngộ biến hóa âm dương. Tinh Vân Bảo Bảo nhìn thấy Phương Hàn thi triển thần thông thì không nhịn được vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé nói. Tinh Vân Bảo Bảo, làm sao đệ biết là ta? Hơn nữa sao đệ lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy? Thoáng cái có tới 3 triệu đan dược. Nếu mà cha mẹ của đệ biết được chuyện này thì sẽ không tha cho đệ. Thậm chí còn trừng phạt rất nghiêm khắc nữa. Phương Hàn nhìn Tinh Vân Bảo Bảo nói ra nghi vấn của mình. Tinh Vân Bảo Bảo mua 300.000 đan dược mua Cử Thiên Tức Nhưỡng Tinh, mà bản thân hắn thì mua Đại Phạm Quan Minh Thuyền với giá 2.600.100.000 đan dược. Tổng cộng là gần 3 triệu đan dược. Con số này dù cho là đối với 10 đại môn phái tiên đạo cũng là một con số lớn. Tinh Vân Bảo Bảo lại có thể thoải mái bỏ ra một số tiền như vậy thật khiến cho người nghe thấy kinh sợ. Cho dù là thiếu chủ của một môn phái thì cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nếu không thì người trong môn phái sẽ không phục. Lần này phụ thân cho đệ đi lịch lãm, nói là đệ luyện vị lai tinh tú đại pháp đã tới bình cảnh rồi. Có điều chuyện huynh nói quả thật rất là phiền toái. Lần đệ đi ra ngoài được phụ thân giao cho 3 triệu viên đan dược để đi mua đan dược rồi mang về phòng chứa đan của môn phái. Người nói là gần đây thiên địa biến đổi, muốn tu vi đệ tử trong môn phái gia tăng thêm để chuẩn bị. Nhưng mà em thấy đại ca nóng lòng mua đồ cho nên chạy tới tìm. Không ngờ thần thông của đại ca lại quảng đại như thế. Dám mượn tiền để mua đồ. Tinh Vân Bảo Bảo dùng bàn tay mũm mỉm của mình gãi gãi đầu nói. Vị La Tinh Tú Đại Pháp, đây là một môn thần thông vô thượng. Vậy mà ngươi có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến tầng thứ 3 cương khí cảnh. Không biết là môn chủ Quần Tinh Môn đã hao phí bao nhiêu công phu ở trên người ngươi. Nhất là cái vòng tay này, không ngờ đã trở thành đạo khí. Thật sự là ta rất muốn thôn phệ nó, sợ là. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ thì thầm. Phương Hàn nghe được thì hỏi. Tinh Vân Bảo Bảo, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc của đệ không ngờ đã trở thành đạo khí. Khó trách người của tiên đạo lại khách khí với đệ như vậy. Vòng tay này, Tinh Vân Bảo Bảo quơ cái tay có đeo vòng tay của mình. Từng mảng tinh quang nhộn nhạo theo đó bắn ra xung quanh. Cái này là lần đó. Sau khi trở về thì đệ đã đột phá được thần thông bí cảnh. Phụ thân cũng thu vòng tay này lại, rồi cùng với các vị thái thượng trưởng lão trong môn phái tiến vào không gian tinh mộ, nơi mà một năm trong đó bằng 180 năm bình thường. Bọn họ ở đó không ngừng hấp thu linh khí của tiên giới cô đọng thành khí thuần dương rồi truyền vào trong nó. Phải mất hết một giáp mới có thể giúp nó thuế biến trở thành một kiện đạo khí. Đây là bảo bối giúp đệ phòng thân, bảo vệ tính mạng. Hiện giờ thế giới bên ngoài rất hung hiểm, có kiện đạo khí này phòng thân thì sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng mà đệ lại đem 3 triệu đan dược này đưa cho ta. Chuyện này ta sẽ giúp đệ giải quyết, đến lúc đó ta sẽ cùng đệ trở lại đến Quần Tinh Môn. Dùng Nguyên Anh đan để hoàn trả, như vậy thì các trưởng lão trong môn phái cũng sẽ không trách tội đệ. Thậm chí còn hoan hô nữa đó. Phương Hàn biết rõ Tinh Vân Bảo Bảo vì mình mà lấy đi 3 triệu viên đan dược. Nếu không thể bổ khuyết được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Như vậy đi, lần này đại trưởng lão và phụ thân giao đan dược cho đệ là muốn đệ đi thu mua Nguyên Anh đan, thử kiểm tra năng lực của đệ, để sắp xếp chức vị trưởng môn trong tương lai. Cha đệ qua mấy trăm năm nữa cũng sẽ thoái ẩn.
trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, tu luyện Vô Thượng Đại Pháp, không còn rảnh rỗi quản lý chuyện của môn phái nữa. Mà trong Quân Tinh Môn có rất nhiều sư huynh thèm muốn vị trí trưởng môn. Tinh Vân Bảo Bảo cương quyết nói, ti đệ không hứng thú lắm với chức trưởng môn này, nhưng mà cũng không thích mấy người sư huynh cường hoành bá đạo lên làm trưởng môn. Yên tâm, có ta ở đây thì chức vị trưởng môn chắc chắn là không thoát khỏi tay của đệ đâu. Trong lòng Phương Hàn chớp động, hiểu rõ đây là vấn đề tranh chấp quyền lực trong môn phái. Mặc dù cha của Tinh Vân Bảo Bảo là môn chủ Quần Tinh Môn, nhưng cả Quần Tinh Môn không phải chỉ có mình hắn. Chức vị môn chủ tương lai của Quần Tinh Môn không phải là do mình hắn quyết định. Như Vũ Hóa Môn, dù cho Phong Bạch Vũ có con, tương lai khi Phong Bạch Vũ thoái ẩn, tiềm tu, theo đuổi tiên đạo thì trưởng môn vẫn sẽ do Hoa Thiên Đô đảm nhiệm chứ không phải con của hắn. Quy củ của các môn phái tiên đạo, chức trưởng môn phải lựa chọn trong các chân truyền đệ tử, do các trưởng lão họp lại chọn lựa. Sau khi Phong Bạch Vũ thoái ẩn, Thiên Hình trưởng lão cũng sẽ không kế nhiệm chức trưởng môn. Đây là để tránh các vị trưởng lão vì chức vị trưởng môn mà kéo bè kết phái, đảo loạn môn phái, đồng thời cũng giúp cho các chân truyền đệ tử có thêm mục tiêu để phấn đấu. Hiện giờ Phương Hàn cũng có thể trở thành trưởng lão, tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với chân truyền đệ tử. Nhưng như vậy cũng vĩnh viễn mất đi tư cách tranh đấu cho chức vị trưởng môn. Chuyện này cũng giống như chuyện trong triều đình ở thế tục. Chân truyền đệ tử chính là người trong hoàng thất, mà các trưởng lão chính là văn võ đại thần, nguyên lão, nguyên soái. Chân truyền đệ tử không được đãi ngộ tốt như các trưởng lão, cũng không được sống an nhàn, sung sướng, có nhiệm vụ gì nguy hiểm thì cũng đều do các chân truyền đệ tử đi làm. Bởi vì môn phái muốn ma luyện bọn họ, giúp bọn họ tiến bộ, phát triển, cũng có một vài người không có dã tâm hoặc biết rằng dù có tu luyện cũng không thể vươn lên đứng đầu được nên sẽ buông bỏ việc tranh giành chức vị trưởng môn, trở thành trưởng lão trong môn phái. Cho hiện tại trong Vũ Hóa Môn chỉ có hơn 100 chân truyền đệ tử, mà số lượng trưởng lão chỉ kém một chút. Nếu như sau này Tinh Vân Bảo Bảo không thể trở thành trưởng môn mà một người khác trở thành trưởng môn, địa vị của hắn sẽ kém hơn bây giờ rất nhiều, cũng không có khả năng lấy đi 3 triệu viên đan dược như thế này. Thậm chí lần này hắn lấy đi 3 triệu viên đan dược mà đi hai tay không trở về cũng sẽ bị rất nhiều người công kích. Môn chủ Quần Tinh Môn cũng không thể bao che cho hắn được. Có điều nếu như lần này hắn có thể mang được lượng lớn nguyên anh đan trở về thì lại khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc. Sẽ có rất nhiều trưởng lão bội phục hắn, đặt nên một trụ cột kiên cố cho việc trở thành trưởng môn kế tiếp của Quần Tinh Môn. Phương Hàn đối với những chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn thấu. Tinh Vân Bảo Bảo có một kiện đạo khí, ta cũng có một kiện đạo khí. Hai người liên thủ, lại thêm Cổ Mông Tôn Giả, Liên Vân Tiên Tử, rồi lại bố trí mai phục thì có lẽ đủ sức giết chết bao đại cao thủ kim đan cảnh thần bí kia. Bỏ đi một cái họa, không tồi, rất không tồi, có tiền đồ, rất có tiền đồ. Đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên có một đạo kiếm quang xé rách ra một cái khe nơi đám mây trắng chỗ hai người Phương Hàn đang ẩn thân. Một người thiếu niên mặc đồ trắng ngang nhiên xuất hiện, nhìn Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo nói, ta sớm biết Vũ Hóa Môn lại có thêm một tuyệt thế thiên tài, có được truyền thừa của Hoàng Tiền Đại Đế của Ma Đạo, lại có thể luyện chế nguyên anh đan đem bán khắp nơi, thu phục nhân tâm, mưu đồ ngôi vị trưởng môn, giờ lại có âm mưu tiến nhập Quần Tinh Môn, thật là lợi hại. Hoa Thiên Đô dù có lòng dạ thâm độc đi thế nào thì cũng không thể sánh với tâm cơ của ngươi. Tốt, tốt, rất tốt. Phương Hàn cả kinh, hắn chui vào trong một đám mây trên trời để nói chuyện. Trước đó đã dùng hải thận khí công để che giấu, lại dùng hơi nước của Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền phong tỏa, lại thêm thần thông bắt tiết giới hạn, một thần thông còn lợi hại hơn cả thần thông Linh Lung Đại La Thiên. Một khi thi triển ra thần thông này thì dù cho là cao thủ thiên nhân cảnh, nếu như vô tình tiến vào trong đám mây thì cũng sẽ bị vây hãm bên trong, không thể thoát ra được. Cao thủ kim đan cảnh cũng phải dùng một lực lượng rất lớn mới có thể phá giải được. Thiếu niên chỉ dùng một kiếm đơn giản mà chém ra một cái khe nứt, thoải mái đi vào giống như đi vào nhà của hắn vậy. Dễ dàng vô cùng, người này rất lợi hại. Càng lợi hại hơn là trước đó Phương Hàn lại không hề có chút cảm ứng nào về khí tức của hắn cả. Thiếu niên này chính là Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn, ta vốn chờ đến Sơn Hà Bảng đại tái thì sẽ tới tìm ngươi, không ngờ lại gặp ngươi ở đại hội này, còn bị người dàn xếp nữa. Có điều hôm nay ta cũng muốn thử xem đến cùng thì thần thông của ngươi ra sao, nhìn xem thử người đã có được truyền thừa của Ma Đạo
đồng tu cả tiên đạo và ma đạo rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Cho ta xem đạo khí của ngươi đi, mà đao huyết thương khung phải không? Còn có hoàng tuyền đồ nữa. Như vậy là trên người của ngươi có hai kiện đạo khí. Nhưng mà ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Mạnh Thiểu Bạch nói một cách lạnh lùng. Sau đó nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, ngươi có thể bỏ ra 2.600.000 đan dược. Làm đảo lộn kế hoạch mua đại phạm quang minh thuyền của ta. Ta phải giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi đừng tưởng có thể ỷ vào thế lực của cha mình mà làm sằng làm bậy. Cả hai cùng lên đi. Chương 224. Vô sinh kiếm phái. Mạnh Thiểu Bạch chém ra một kiếm xé rách mây trắng, rồi sau đó ung dung đi vào. Hắn nâng kiếm chỉ về phía Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo. Khí thế sắc bén vô cùng, hai mắt lấp lánh, tràn ngập phấn chấn, chỉ bằng vào khí thế này cũng đủ để xé rách trời xanh. Đảo lộn nhật nguyệt, cổ nhuệ khí này khiến cho người ta có cảm giác không thể ngăn cản. Bất cứ ai đứng trước mặt hắn cũng phải thừa nhận không bằng. Không ai có được khí tức sắc bén như vậy. Phương Hàn đã gặp qua không ít thiên tài nhưng cũng chưa từng thấy ai mạnh như Mạnh Thiểu Bạch. Vô luận Mạnh Thiểu Bạch đứng ở đâu, lúc nào thì cũng làm cho người ta có cảm giác là không có chuyện gì hắn không dám làm. Không có chuyện gì không thể, giống như coi trời bằng vung, không chút câu thúc, gan to mật lớn, tự tin vào bản thân, có thể chiến thắng hết thảy. Bất cứ lúc nào thì Mạnh Thiểu Bạch cũng tản mát ra một cỗ khí tức như vậy. Bất quá Phương Hàn lại có chút phản cảm, chân mày hơi nhíu lại nói, chúng ta đều là đồng môn, không thể tranh đấu ở bên ngoài như thế này. Muốn tranh đấu thì vẫn phải tuân thủ môn quy, đến thiên hình thai trong Vũ Hóa Thiên Cung. Còn chuyện ngươi nói Tinh Vân Bảo Bảo làm sằng làm bậy, chỉ là nói hưu nói vượn. Mại Bảo Đại Hội là dựa vào tiền của ma mua bán bảo bối. Ai có tiền thì mua được bảo bối, mà ngươi tiền không bằng người, lại nói người khác làm sằng làm bậy, đây là đạo lý gì? Ta cũng không phải là kẻ mà ngươi có thể tùy ý chửi mắng. Kẻ nghèo hèn, Phương Hàn nói chuyện tuy ôn hòa, không có ngữ khí bén nhọn, nhưng từng chữ lại như đau thương sắc bén. Nhất là ba chữ kẻ nghèo hèn cuối cùng, khiến cho mặt Mạnh Thiểu Bạch biến sắc. Ba 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 ba. Tinh Vân Bảo Bảo liên tục vỗ tay, chỉ vào Mạnh Thiểu Bạch nói, kẻ nghèo hèn, ngươi chính là một kẻ nghèo hèn, không có tiền mua đồ lại cản đường cướp bóc, tên nhóc con hỗn xược. Trên trán Mạnh Thiểu Bạch lóe ra một đạo hào quang màu trắng, tựa như có những đường thẳng màu trắng lập lòe. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì từ trong mắt hắn cũng bắn ra những đạo tơ máu. Tư tư tư, những đường huyết quang mỏng như sợi chỉ chắn trước mặt Tinh Vân Bảo Bảo, và chạm với những đường sáng màu trắng. Sau đó cả hai đều biến mất, thân thể Phương Hàn vang lên những tiếng nổ nhỏ, cả người lui về sau, mà Mạnh Thiểu Bạch chỉ hơi nhíu mày. Qua lần giao tranh này có thể thấy được pháp lực của Mạnh Thiểu Bạch mạnh hơn Phương Hàn nhiều. Có điều chuyện này là đương nhiên, Mạnh Thiểu Bạch đã vượt qua kim đan cảnh, sợ là đã luyện tới phong hỏa đại kiếp. Mà Phương Hàn thì chỉ mới luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, chênh lệch 3 cấp, mà bình thường sự chênh lệch 1 cấp bậc cũng đã rất khó vượt qua rồi. Huống chi là 3 cấp bậc, có điều vừa rồi Phương Hàn lợi dụng lực lượng của Huyết Dạ Vương, cũng chiếm được không ít tiện nghi của Mạnh Thiểu Bạch. Huyết Dạ Vương, thật lợi hại, không hổ là đạo khí, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện đạo khí hạ cấp mà thôi. Ta rất muốn nhìn thấy sự lợi hại của một kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàng tiền đồ trong truyền thuyết. Xuất ra đi, Mạnh Thiểu Bạch bước mạnh tới một bước, toàn thân đồ trắng tung bay phấp phới. Phương Hàn liền cảm giác trời đất quay cuồng, tâm thần điên đảo, thác loạn sát. Mạnh Thiểu Bạch đánh ra một kiếm với uy thế vô cùng. Kiếm thế ngập trời, điên đảo âm dương, đảo loạn càn khôn, bao trùm lấy cả Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo. Kiếm khí rung động tỏa ra bốn phương, tự như một quả cầu lớn bao trùm lấy hai người ở bên trong. Không ngừng xoay tròn, trong tích tắc tạo ra hàng trăm ngàn vạn lốc xoáy. Dù cho người có thần thông cũng thấy đầu óc choáng váng, không còn biết được trời trăng mây gió gì nữa. Một chiêu kiếm này cực kỳ lợi hại. Đây cũng không phải thần thông của Vũ Hóa Môn, bởi vì Vũ Hóa Môn không phải môn phái tu luyện kiếm đạo, cũng không coi trọng kiếm thuật. Cũng chỉ có đại tự huyền kim kiếm khí với thuấn sát đại pháp là được coi trọng. Chỉ cần một kiếm giết địch, có những biến hóa không thể tưởng tượng hết được. Nhưng một kiếm này của Mạnh Thiểu Bạch lại bất đồng, giống như tuyệt kỹ truyền thừa của một kiếm tông thời thượng cổ. Vừa tinh diệu lại vừa chất phác, mang theo sự huyền ảo nhưng lại đơn giản, bao hàm cả âm dương, cương nhu, kiếm khí lợi hại vô cùng, sắc bén hơn bất cứ loại cương khí nào.
lại giống như một sợi chỉ mềm mại vô cùng. Phương Hàn sớm chuẩn bị để đối phó với Thác Loạn Sát. Khi kiếm thế của đối phương vừa phát động thì trong nháy mắt hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Pháp lực từ trong đầu mạnh mẽ tuôn ra, các loại thần thông được thi triển ra trong nháy mắt. Đầu tiên là Hắc Nhật Phong Tai, từng đoàn gió lốc màu đen nổi lên, bắn ra xung quanh, không ngừng gào thét. Tiếp đó là Đại Nhật Hỏa Tai, rồi Trường Không Thất Chân Quyền, Kim Cương Thiết Cốt Đại Thủ Ẩn, các loại thần thông liên tiếp xuất hiện, như bão táp bắn ra ngoài. Ba, các loại thần thông bắn ra, đánh lên trên kiếm khí của Mạnh Thiểu Bạch thì bị kiếm khí chấn vỡ tan. Mà kiếm khí thì chỉ hơi lay động một chút mà thôi. Muốn vây khốn ta, ý niệm trong đầu Phương Hàn chớp động, hai luồng ý thức trao đổi với nhau, thần thông nhanh chóng vận chuyển. Huyết Dạ Vương biến thành huyết ảnh bao trùm lấy hắn và Tinh Vân Bảo Bảo ánh đao mạnh mẽ va chạm với kiếm khí. Trong lúc va chạm thì cái miệng nhỏ hé mở, bắn ra một đạo xà tước du thần khí, tạo thành một khe hở rồi theo đó thoát ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Mạnh Thiểu Bạch kinh ngạc. Hắn không ngờ Phương Hàn lại có thể vận dụng thần thông biến hóa nhanh chóng như vậy. Quả thực là trong một chớp mắt đó hắn cảm thấy lực lượng của Phương Hàn rất mạnh. Nhưng hắn cũng không thể ngờ được Phương Hàn lại luyện thành thần thông bàn võ đại lực. Trong đầu có thêm một ý thức hài, tốc độ thi triển thần thông nhanh gấp đôi so với trước kia. Hơn nữa mặc dù hắn chưa hiểu được tiên đạo nhưng đã trải qua sự tẩy luyện, ngưng tụ được tinh thần hài. Đây chính là năng lực mà chỉ có cao thủ quy nhất cảnh mới có được. Có được cái này, hắn đủ khả năng hợp nhất nguyên khí ngũ hành, thần thông ngũ đại ma để đạt tới cảnh giới viên mãn. Không cần bất cứ cái gì hỗ trợ vẫn có thể tiến vào quy nhất cảnh. Bởi vì đã lĩnh ngộ được cảnh giới, chỉ còn thiếu nguyên khí mà thôi. Nếu như bây giờ Phương Hàn giao thủ với Vạn La, không cần Huyết Dạ Vương thì cũng có thể ngang tài ngang sức. Lực lượng của thần thông bàn vũ đại lực cũng không phải chỉ đơn giản pháp lực bình thường mà còn có cả trí lực, định lực, tính lực, tinh lực. Phương Hàn vừa thoát ra, Huyết Dạ Vương lại chớp động, một đạo đao khí đánh mạnh vào ót của Mạnh Thiểu Bạch. Cùng lúc đó, thân thể Phương Hàn lại lay động, biến hóa ra ngàn vạn đạo huyết sắc giống nhau như đúc. Không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đây chính là chân hình huyễn ảnh thuật, trong chiến đấu có hỗ trợ rất lớn. Vạn La thiếu chút nữa thì bị thần thông này đánh gục. Trong thiên địa, luôn luôn có sinh cơ. Trong thiên địa lại thiếu một sự linh động. Chỉ có ta là sát đạo vô sinh, cường hành nghịch thiên, diệt sạch sinh cơ, tiệt sát kiếm, cắt đứt nhân sinh, tạo nên tiệt sát thế. Trong thiên địa không ai địch được. Đúng lúc này, Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên chuyển thân hình, cả người chớp cây đã biến mất, không biết là ẩn giấu ở đâu. Có thể nói là Phương Hàn vừa biến ra ảo ảnh thì hắn cũng vừa biến mất. Tiếp đó, trong không gian vang lên âm thanh của trăm ngàn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí lại chém vào một ảo ảnh của Phương Hàn. Những ảo ảnh này chỉ vừa bị kiếm khí chạm phải thì liền biến thành mây khói. Chân hình huyễn ảnh thuật bị phá một cách rất đơn giản. Phương Hàn, người này tu luyện công pháp của kiếm tông thời thượng cổ, tiệt sát kiếm của vô sinh kiếm phái. Phàm là người tu đạo trong thiên địa lúc đó luôn luôn theo đuổi sự sống. Nhưng vô sinh kiếm phái lại tạo ra một con đường riêng hoàn toàn ngược lại. Làm gì cũng không bao giờ chừa lại một con đường sống. Kiếm phái này không chính cũng không tà. Cả kiếm phái đời đời đều chỉ nhất mạch đơn truyền. Nhưng mà chân truyền nào của môn phái này cũng là thiên tài vĩ đại. Một người một kiếm đảo loạn thiên cơ, giết vô số người, làm trời long đất lở. Về sau bởi vì kiếm phái này quá mức nghịch thiên mà truyền thừa bị đoạn tuyệt. Không ngờ là Mạnh Thiểu Bạch lại kế thừa được y bát của vô sinh kiếm phái. Diêm nhận ra kiếm thuật do Mạnh Thiểu Bạch thi triển, mạnh mẽ truyền lực lượng tinh thần cường đại của mình vào trong đầu của Phương Hàn. Nhắc hắn phải cẩn thận, vô sinh kiếm phái, không có sinh cơ, tiệt sát đạo, đối với người khác cũng vậy, đối với bản thân cũng vậy. Trong một khắc đó, chân hình huyễn ảnh thuật đã bị phá, chỉ còn lại một mình Phương Hàn lơ lửng giữa không trung. Mà Mạnh Thiểu Bạch lại quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Đâm ra một kiếm, bồng 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 bồng, kiếm quang như một làn mưa xuân bắn tới trước người Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên có cảm giác như trong trời đất giạt rào mưa xuân. Khí tức tươi mới động lòng người, mà bản thân hắn thì đang đứng ở trong một tiểu lâu. Giữa đêm nghe mưa xuân, khắp nơi tràn trề sức sống, làm cho hắn có một loại cảm giác mơ màng. Không hay, may mắn là tu vi của Phương Hàn cao thâm. Trong lúc mơ màng thì sâu trong đầu đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Vừa lúc nhìn thấy một đạo kiếm quang chém tới, tựa như ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi trước mặt hắn.
kiếm khí vô cùng vô tận tựa hồ đã bao trùm lấy hắn, muốn cắt nát thân thể hắn. Trong một thoáng, khi Phương Hàn thoáng có chút thất thần, kiếm của Mạnh Thiểu Bạch đã phá tan huyết quang của Huyết Dạ Vương, đánh thẳng vào người hắn. Kiếm thuật như vậy, thật sự có thể nói là thần sầu quỷ khóc. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Hàn thấy được một kiếm như thế này, một kiếm mang theo tiệt sát đạo, điên đảo càn khôn. Nhưng bản thân Phương Hàn dù sao cũng là người trải qua trăm trận chiến, từng được sự chỉ điểm của thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thông hiểu các loại thủ đoạn quỷ bí. Tại thời điểm nguy cơ cận kề này, tinh thần tập trung cao độ, dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, kiếm trong mắt hắn bỗng trở nên chậm lại. Một luồng tinh thần hỏa bộc phát ra, lập tức pháp lực trong đầu hắn bốc cháy mãnh liệt. Phá cho ta. Trong sát na đó, thân hình hắn biến hóa không ngừng, giống như một cây đại thụ không ngừng lay động giữa cuồng phong thét gào, làm cho kiếm của Mạnh Thiểu Bạch đâm vào khoảng không. Sau đó bàn tay của hắn giơ lên, Huyết Dạ Vương hóa thành một bàn tay lớn, máu chảy đầm đía, không gian tràn ngập tiếng ma quỷ gào khóc, lại lẫn cả tiếng hót cao vút của chim đỗ quyên, âm thanh ghê rợn, đánh mạnh về thân thể của Mạnh Thiểu Bạch. Khấp huyết đại thủ ấn là một loại thủ đoạn công kích do Huyết Dạ Vương biến hóa thành. Thân thể Mạnh Thiểu Bạch lóe lên, cả người biến thành một cái bóng nhàn nhạt, kiếm trong tay cùng với thân thể hòa thành một thể, nhân kiếm hợp nhất, không gì có thể phá vỡ. Khấp huyết đại thủ ân đánh vào khoảng không, mà thân thể hắn thì quỷ dị hiện ra ở sau lưng Phương Hàn. Kiếm khí nồng đậm đánh vào huyệt ngọc trầm của Phương Hàn, tựa hồ muốn một kiếm đánh nát đầu Phương Hàn. Một kiếm này vừa đánh ra, trên thân kiếm đã tỏa ra một luồng hấp lực kỳ dị, tỏa ra bốn phía, tạo thành một luồng lốc xoáy vô hình khổng lồ. Lấy kiếm làm tâm, tất cả thời gian, không gian, nguyên khí trong nháy mắt bị sụp đổ rồi tụ tập lên trên thân kiếm. Giống như một kiếm này của hắn chém ra đã hút sạch tất cả mọi thứ trong không gian. Kiếm thuật như vậy thực có thể gọi là vô sinh, không còn chút sinh cơ nào, không để cho người ta có một con đường sống nào. Chương 225, Liên Thủ. Vô Sinh Kiếm Phái là một môn phái từ thượng cổ, một môn phái không chính cũng không tà. Kiếm thuật của kiếm phái này có thể nói là đệ nhất thiên hạ, đoạn tuyệt toàn bộ thiên cơ trong trời đất, hoàn toàn nghịch thiên. Những người từng tu luyện vô sinh kiếm đạo đều là những người kinh tài tuyệt diễm, có thể dùng lực lượng một kiếm mà càn quét thiên hạ, chém ngang hết thảy mọi sự ngăn trở. Một kiếm thuật nghịch thiên như vậy không phải ai cũng có thể luyện thành, cho nên vô sinh kiếm phái cũng chỉ có thể nhất mạnh đơn truyền. Mỗi một đời chỉ có một người duy nhất. Nói cách khác, hiện giờ Mạnh Thiểu Bạch chính là trưởng môn của vô sinh kiếm phái, đồng thời cũng là chân truyền đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Hắn là một tư lệnh không có quân. Đương nhiên, vì vậy mà hắn không có chút vướng bận gì khi làm đệ tử của Vũ Hóa Môn. Bởi vì hắn hy vọng sau này khi tu luyện đến trường sinh bí cảnh có thể tranh đoạt chức vị trưởng giáo với Hoa Thiên Đô. Chức vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn không phải là tầm thường. Hiện giờ Mạnh Thiểu Bạch lấy Phương Hàn để thử kiếm cũng là vì chuyện tranh đoạt chức vị trưởng giáo. Bởi vì hắn cảm giác được Phương Hàn cũng là một trong những nhân tuyển có thể tranh đoạt chức vị trưởng giáo sau này. Hiện tại trong các chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Đô chính xếp hạng nhất, không ai có thể cạnh tranh với hắn. Tiếp theo là Mạnh Thiểu Bạch, rồi tới Phương Thanh Tuyết cũng đuổi sát phía sau. Phương Hàn thì có tốc độ phát triển thực quá mức kinh người, tiềm lực khiến cho người khác không thể xem thường. Sau mấy trăm năm, trưởng giáo đương thời của Vũ Hóa Môn là Phong Bạch Vũ nữa sẽ thoái ẩn trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, tu luyện ở một nơi sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, theo đuổi tiên đạo. Trong mấy trăm năm này, Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, thậm chí là Nam Vạn La, Bắc Giao Quang, Tây Già Lam, Đông Linh Tiêu đều có thể tu luyện đến trường sinh bí cảnh, trở thành một tồn tại muôn đời. Đến lúc thì việc tranh giành chức vị trưởng giáo chắc chắn sẽ phi thường kịch liệt. Hiện giờ Mạnh Thiểu Bạch lại động thủ trước, cũng không phải hắn muốn giết Phương Hàn mà chỉ muốn đánh bại Phương Hàn. Dùng thủ đoạn tuyệt sát của vô sinh kiếm đạo gieo vào trong tâm Phương Hàn một hạt giống thất bại. Hiện giờ hắn tự nhiên là không thể giết Phương Hàn được. Nếu không thì sẽ vi phạm môn quy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kiếm chiêu mà hắn đang sử dụng là chiêu lợi hại nhất trong vô sinh kiếm đạo. Phá không sát, tất cả pháp lực, thần thông đều ngưng tụ lại trên thân kiếm, tạo thành một lực trường mạnh mẽ, một lĩnh vực làm cho Phương Hàn lâm vào cảnh chắc chắn phải thua. Phương Hàn cũng không ngờ rằng kiếm thuật của Mạnh Thiểu Bạch lại hung mãnh như vậy. Một kiếm đánh ra giết chết tất cả không khí đều bị ép lại, dồn nén,
vô cùng vô tận hư không đều bị dồn nén, có dấu hiệu sụp đổ, kể cả cương khí, pháp lực, thần thông, thân thể, thậm chí là huyết dạ chi vương đều bị kiếm kia của Mạnh Thiểu Bạch hút đi. Nói ngắn gọn, một kiếm này của Mạnh Thiểu Bạch hút cả người của Phương Hàn vào trong kiếm. Kiếm thuật quỷ bí như vậy hắn chưa từng thấy bao giờ. Không thể ngờ được lại có loại kiếm thuật này. Linh lung đại la thiên, Phương Hàn không chút do dự vận chuyển các loại thần thông với tốc độ nhanh gấp đôi trước đây. Sử dụng công hiệu của não hải thứ hai, phản ứng trở nên nhanh nhảy, tốc độ như điện quang hỏa thạch, có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa mà không bị chút thương tổn nào. Hắn hiểu rõ, hiện giờ biện pháp tốt nhất để đối phó với kiếm chiêu này là dùng biến hóa của thần thông linh lung đại la thiên. Thoáng một cái sau khi hắn thi triển ra, quanh thân tựa hồ có mấy bàn cờ lớn, thân thể được bao bọc ở trong ánh sáng lập lòe, thoát được lực hút của một kiếm kia, quay đầu chạy đi, muốn chạy, hừ, thân hình của Mạnh Thiểu Bạch lại một lần nữa ẩn vào bên trong kiếm, biến mất không thấy đâu nữa, mà tiếp đó giữa không trung liên tiếp hiện lên những kiếm chiêu mộng ảo, có phần giống như thật, lại có phần giống như ảo, khắp nơi đều là kiếm, tự như kiếm trận, kiếm mộ, kiếm lâm, kiếm trì, đâu đâu cũng toàn là kiếm. Trong hư không không có chỗ nào không có kiếm. Phương Hàn tựa hồ bị giam trong thế giới của kiếm. Tất cả các kiếm đồng thời công kích lên người hắn. Mộng cảnh sát, đây là một đại sát chiêu trong vô sinh kiếm đạo. Kiếm thế vừa động liền đưa người bị đánh vào một mộng cảnh, không thể phân biệt thật giả. Cuối cùng bị kiếm quang đánh lên người, chết mà không hiểu được tại sao. Tâm Phương Hàn vẫn tĩnh lặng như nước, lại thi triển các loại thần thông. Năm loại nguyên khí ở ngũ tạng điên cuồng xoay chuyển, thần thông ngũ đế đại ma lại được phát động, thanh khí, hỏa khí, bạch khí, hắc khí, hoàng khí hòa quyện vào nhau, ngũ hành tuần hoàn, lại có thêm tinh thần hỏa thiêu đốt pháp lực, mạnh mẽ xông vào trong đầu, một cổ pháp lực mênh mông lập tức phá vỡ mộng cảnh. Thấy được một kiếm của Mạnh Thiểu Bạch chỉ còn cách cổ hắn có ba tấc. Khí lạnh áp tới, hàn khí từ thân kiếm tỏa ra bao trùm lấy thân thể hắn, khiến cho toàn thân đông cứng lại, không thể động đậy. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, huyết dạ chi vương, đúng lúc này từ cổ hắn hiện ra một đạo huyết quang, ngăn chặn kiếm quang ở khoảng cách ba tấc, không cho mũi kiếm tiến thêm một chút nào nữa. Cùng lúc đó, thân thể Phương Hàn lại lướt ngang sang một bên, thoát ra ngoài đám mây trắng, tạm thời thoát khỏi vùng kiếm khí của Mạnh Thiểu Bạch bao phủ. Bá, Phương Hàn vừa lướt ngang ra ngoài thì một đám mây trắng trước mặt hắn lại biến hóa, lại hiện ra thân hình của Mạnh Thiểu Bạch. Mạnh Thiểu Bạch từ trong mây lao ra, một kiếm chém ngang trời, như sao chổi quét cắt đánh vào mặt trăng, như chim ưng bắt thỏ. Từ trước đến nay Phương Hàn đã gặp qua không ít đối thủ, nhưng lần này là lần khó chơi nhất. Mạnh Thiểu Bạch không có thần thông gì hoa lệ, cũng không có pháp bảo gì lợi hại, nhưng kiếm chiêu xuất quỷ nhập thần, bản thân Phương Hàn không có cách nào ngăn cản được công kích của hắn, cũng không có thần thông gì có thể vây khốn hắn, chỉ có thể để cho hắn không ngừng đánh giết. Nếu như ta có thời gian để hấp thu thiên tức nhưỡng tinh, hoàng đế thổ hoàng đạo có chút thành tựu, thần thông ngũ đế đại ma tạo thành một vòng tuần hoàn, thì cũng không đến nổi không thể phản kích lại như thế này. Phương Hàn đau khổ trong lông mày cau lại, nếu hắn chưa luyện thành não hải thứ hai mà gặp phải Mạnh Thiểu Bạch thì sợ là không đỡ nổi một chiêu. Nhưng hiện tại mặc dù có thể chống đỡ nhưng mà cũng không thể phản kích lại. Vị lai tinh tú, khi một kiếm của Mạnh Thiểu Bạch vừa lướt tới, Phương Hàn còn chưa kịp có hành động gì thì nhật nguyệt ngũ tinh trạch của Tinh Vân Bảo Bảo đã bắn ra một mảng tinh quang. Sau đó ngưng kết lại thành một vị thần, giống như cự linh mà không phải cự linh. Người mặc tinh bào, đầu đội tinh quan, chân đạp tinh vân, khí tức còn mạnh mẽ hơn của huyết dạ chi vương. Thần linh này đánh ra một quyết lên mũi kiếm của Mạnh Thiểu Bạch. Lực lượng rất lớn, đủ để đánh cho kiếm kia lệch đi. Thân thể Mạnh Thiểu Bạch lại biến mất một lần nữa. Lần này huyết dạ chi vương cũng nhảy ra, đứng chung một chỗ với thần linh hình thành từ lực lượng của tinh tú. Phát ra một đạo đao khí, chém sâu vào trong đám mây trắng. Phác xích, thân hình Mạnh Thiểu Bạch từ trong đám mây hiện rõ ra. Là khí linh của hai kiện đạo khí phát hiện ra vị trí của hắn. Huyết dạ chi vương là đạo khí, nhật nguyệt ngũ tinh trạc cũng là đạo khí. Hai vật này đều đã trải qua sự luyện chế của cao thủ trường sinh bí cảnh. Hấp thu máu huyết của cao thủ trường sinh bí cảnh, cả hai hợp lực có đủ lực lượng buộc Mạnh Thiểu Bạch phải hiện rõ chân thân. Chính là lúc này, Phương Hàn vừa thấy một màn này, tinh thần liền phấn chấn. Mạnh mẽ phát động 28 loại thần thông,
Ha 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 ha. Khí linh của hai kiện đạo khí quả không tầm thường. Phương Hàn, việc hôm nay tạm thời để đó. Chờ ngày sau khi tiến hành Sơn Hà bảng đại tái ở Vũ Hóa Môn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Trong lúc nói chuyện, thân hình Mạnh Thiểu Bạch đã biến mất, làm cho thần thông của Phương Hàn đánh vào khoảng không. Mạnh Thiểu Bạch vừa rời đi, tinh thần của Phương Hàn cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn bị áp lực, sự u tối, nguy hiểm đè nén như lúc nãy. Lúc này hắn mới tin chắc rằng Mạnh Thiểu Bạch đã thật sự rời đi. Kiếm thuật của người này thật là khủng bố, nếu như cứ đánh tiếp thì sợ là không thể chống nổi. Khí linh của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc đột nhiên mở miệng nói, nếu tiếp tục đánh tiếp, hắn cũng không thể khống chế được toàn cục. Phương Hàn suy xét lại những lần giao thủ vừa rồi, tuy không lâu nhưng quả thật là kinh tâm động phách, chỉ cần có chút sai lầm lập tức sẽ thất bại một cách nhục nhã. Nếu như bị Mạnh Thiểu Bạch đánh bại thì quả thật sẽ nhục nhã vô cùng. Tinh Vân Bảo Bảo vỗ vỗ vòng tay, sau khi khí linh trở lại trong vòng tay hắn mới nói, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta tự nhiên là đi vào trong Thái Bạch Thành tìm chỗ nghỉ ngơi. Phương Hàn nói, giờ ta cần phải tế luyện Quang Minh Thuyền vừa mua được, đồng thời dung nhập Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh vào trong pháp lực của bản thân, luyện thành một môn thần thông nữa. Cũng không cần phải lo ngại về Mạnh Thiểu Bạch, ta cũng cần để giúp ta giết mấy người. Hay lắm, Tinh Vân Bảo Bảo nói, Quần Tinh Môn chúng ta có một ít sản nghiệp trong Thái Bạch Thành, nghỉ ngơi ở đó thì không phải sợ có ai quấy rầy, có thể an tâm tu luyện. Đã như vậy thì đi thôi. Phương Hàn gật gật đầu, đi theo Tinh Vân Bảo Bảo. Chỉ chốc lát sau đã thấy được một tòa tháp cao, bốn phía đều được khảm nạm những khối thủy tinh, hình thành một trận pháp lập lòe tinh quang. Khi ý niệm của Phương Hàn vừa muốn tiến vào bên trong thì bị lực lượng của những ngôi sao bao quanh tòa tháp bao trùm lấy rồi hút vào bên trong. Vô cùng lợi hại, tu sĩ bình thường thì không thể nào cường hoành tiến vào trong tòa tháp này được. Nhưng mà Tinh Vân Bảo Bảo có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, chỉ hơi chớp động một cái liền có thể xuyên qua tinh quang, hạ xuống một đại điện ở trên đỉnh tháp, rất là dễ dàng. Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của vô số ngôi sao bao phủ lấy toàn thân, truyền vào trong người hắn, rất thích hợp để hắn tu luyện thần thông Bàn Vũ Đại Lực. Đây là tháp Hạo Tinh, chúng ta xây dựng rất nhiều tòa tháp như thế này trong Đại Huyền Đế Quốc. Bất quá hàng năm phải nộp thuế bằng đan dược cho hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc, mà đế quốc này sẽ cống hiến cho Thái Nhất Môn. Sau khi thu lại thần thông, Tinh Vân Bảo Bảo dùng bộ dáng thành thục nói chuyện với Phương Hàn. Đó là chuyện đương nhiên, nếu không thì Thái Nhất Môn sẽ không để Quần Tinh Môn xây dựng tòa tháp này. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh rồi thúc giục thổ hoàng cương khí bao trùm lên nó. Ca sát, khi thổ hoàng cương khí vừa bao trùm lên Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh thì nó liền không ngừng giải thể, hóa thành nguyên khí thổ hệ, sáp nhập vào trong cương khí của Phương Hàn. Dần dần thổ hoàng cương khí của hắn từ một hợp chất đơn giản biến thành một thể phức tạp, giống như long, lại giống như xà, loáng thoáng xuất hiện những cái vảy lấp lánh. Di, Diêm, sao ngươi lại không thôn phệ Đại Phạm Quang Minh Thuyền? Đúng lúc này, Phương Hàn phân thần quan sát quá trình tu luyện của Diêm, thì thấy Diêm đang hút lấy thuần dương khí của Đại Phạm Quang Minh Thuyền nhưng không thôn phệ cả con thuyền. Ta cũng chỉ cần thuần dương khí của nó. Sau khi hấp thu thuần dương khí thì phát hiện ra tài liệu chế tạo con thuyền này cũng không phải tầm thường, so với tài liệu chế tạo Ngũ Ngục Vương Đỉnh còn chân quý hơn rất nhiều. Ta không thể tiêu hóa được, không thể tiêu hóa một cách dễ dàng như Kim Quang Liệt Hỏa Kính. Móng vuốt của Diêm khẽ vung vẩy một chút nói, tài liệu của con thuyền này không chừng có khả năng giúp Ngũ Ngục Vương Đỉnh tấn thăng trở thành đạo khí. Chương 226 A Tỳ Môn. Đại Phạm Quang Minh Thuyền ngoài thuần dương khí ra thì tài liệu tạo thành nó cũng là chân bảo vô cùng hiếm thấy, không giống như kiện bảo khí Kim Quang Liệt Hỏa Kính Phương Hàn được ban thưởng khi đoạt được hạng nhất trong Sơn Hà bảng đại tái. Tài liệu của Kim Quang Liệt Hỏa Kính không phải là loại đặc biệt gì, toàn bộ đều là nhờ vào thuần dương khí chống đỡ. Khi Diêm hấp thu toàn bộ thuần dương khí thì toàn bộ tài liệu trở thành phế phẩm, hóa thành cho bụi, nhưng Đại Phạm Quang Minh Thuyền thì khác. Sau khi Diêm hấp thu hết thuần dương khí thì việc dùng tài liệu này để chế tạo một kiện bảo khí tuyệt phẩm khác tuyệt không có chút vấn đề nào. Phương Hàn bỏ ra 2.600.000 viên đan dược để mua cái thuyền này cũng đáng. Chẳng qua nếu như người khác mua được, bởi vì không hiểu công pháp Phật môn thì cũng không có cách nào luyện chế Đại Phạm Quang Minh Thuyền thành đạo khí. Nhưng Phương Hàn căn bản không muốn luyện chế nó thành đạo khí. Hắn chỉ cần thuần dương khí của nó giúp cho thực lực của Diêm tăng lên,
những cái khác đều không quan tâm. Nếu như Diêm hấp thụ đủ khí thuần dương thì có thể đột phá tấn chức, lại có thể sử dụng thêm các diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ. Một kiện đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ nếu như có thể hồi phục lại hoàn toàn thì uy lực mạnh hơn Ma Đao Huyết Thương Khung, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trà không biết bao nhiêu lần. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế được Hoàng Tuyền Đồ thì đã có ý muốn tìm kiếm Hoàng Thư. Hợp nhất hai kiện pháp bảo này lại để chúng lột xác thành tiên khí nên nó tự nhiên là không thể tầm thường được. Không biết Diêm hấp thu xong khí thuần dương của nó thì có thể tấn cấp hay không? Nếu như hắn tấn cấp thì lần đánh giết bao cao thủ thần bí kia càng thêm chắc chắn. Phương Hàn luôn luôn ghi nhớ chuyện bị ba cao thủ kim đan cảnh thần bí ám sát. Hắn lúc nào cũng muốn xử lý ba người này, nếu không thì không lúc nào có thể thoải mái được. Tư vị bị người ta ám sát cũng không dễ chịu chút nào. Chẳng khác gì một cái đinh trong mắt, một cái gai trong thịt. Chỉ thấy Diêm nâng đại phạm quang minh thuyền lên, rồi miệng khẽ hút lấy. Vô số khí thuần dương bị hắn hấp thu. Sau đó thân thể hắn lại lớn lên thêm vài lần, tựa như một quả bóng cao su được thổi lớn lên, dường như có thể nổ bất kỳ lúc nào. Lúc này Diêm giống như một con rồng béo phì vậy. Diêm Vương Cửu Truyền, Thập Đạo Xâm La, Hoàng Tuyền Bích Lạc, Du Hồn Tàn Ma, hai vuốt trước của Diêm hợp lại một chỗ, tạo nên một cái thủ ấn rất phức tạp, sau đó không ngừng biến ảo. Đủ các loại thủ ấn phức tạp xuất hiện, trong đó ẩn chứa đạo lý biến ảo của trời đất, sự biến ảo các chất giản đơn thành các hợp chất phức tạp. Tất cả đều ẩn chứa trong những thủ ấn của hắn. Giống như diễn lại biến hóa từ thuở khai thiên tích địa cho đến nay là một loại pháp môn vô cùng lợi hại. Cũng không biết là loại thần thông nào của ma đạo. Diêm có tổng cộng 36 loại thần thông, nhưng hắn cũng chỉ truyền cho Phương Hàn 5 loại thần thông ngũ đế đại ma. Những thần thông còn lại cũng không có nói ra. Theo tình hình hiện giờ thì đây là một trong 36 loại thần thông của hắn. Thủ ấn biến ảo không ngừng. Hư hư, thật thật, không biết rốt cuộc là thần thông gì. Theo sự biến ảo của thủ ấn, một âm thanh huyền diệu không biết từ đâu vang lên. Vang vọng khắp nơi, những âm phù dài, hẹp mỹ diệu nhảy múa, quay quanh Diêm, không ngừng xoay tròn bao trùm thân thể hắn, tựa hồ tạo thành các đại trận. Các đại trận không ngừng vận động, tỏa ra lực lượng mênh mông, toàn bộ gia trì lên đại phạm quang minh thuyền. Lập tức lượng lớn thuần dương khí của chiếc thuyền liền bị hút đi. Tất cả đều bị Diêm hấp thu vào trong thân thể. Mà thân thể Diêm vốn đã bành trướng ra rất lớn, nhưng mà khí thuần dương dưới sự đè nén của hắn dần dần áp xúc, rồi lại bị đánh tan ra, nhập vào trong thân thể Diêm. Thân thể hắn càng trở nên sinh động, một ít lân phiến đổi màu thành màu giống như đồng thau. Trên người hắn toát ra một lượng lớn mơ hồ làm cho thân thể hắn bóng loáng. Mà mồ hôi này hình như chính là máu. Cái này nói lên Diêm đã có được thân thể, không còn là ảo ảnh do nguyên khí hóa thành như trước đây nữa. Mồ hôi thẩm thấu qua lân phiến màu đồng thau, hóa thành những viên kim châu rơi xuống Hoàng Tuyền Hà, phát ra những âm thanh trong trẻo, tựa như tiếng châu ngọc rơi trên mặt đá, nghe vô cùng êm tai. Leng keng, mồ hôi từ trên người Diêm rơi xuống tiến nhập vào trong Hoàng Tuyền Hà, kết hợp cùng với Hoàng Tuyền Thánh Thủy tạo nên những làn sóng mãnh liệt trong Hoàng Tuyền Hà. Mà dòng Hoàng Tuyền Hà tựa hồ cảm nhận được sự biến hóa của Diêm, bị những hạt châu đó làm cho rung chuyển, phát ra những âm thanh ô ô giống như tiếng rồng gầm, tựa hồ mở ra một cánh cửa địa ngục. Ngàn vạn quỷ ma gào thét, thanh âm mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên, ma khí ngập trời. Phương Hàn đang hấp thu cửu thiên tức nhưỡng tinh, thổ hoàng cương khí của hắn đã lột xác, tỳ của hắn giờ đây đã dần dần chuyển thành màu vàng như màu đất, tạo nên một mối liên kết với đại địa, cho người ta cảm giác rằng nó rắn chắc vô cùng, không lực lượng nào có thể phá vỡ. Lúc này tỳ của hắn giống như một toàn núi lớn, đứng vững trên mặt đất, ngọn núi cao lớn, nguy nga, kiên cố đã tồn tại mấy trăm triệu năm không gì có thể phá được. Trong sát na đó, thổ hoàng cương khí của hắn cũng có chút biến đổi, hợp với các cương khí khác trong ngũ đế, tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu. Ca sát, thân thể Phương Hàn lại lột xác một lần nữa. Lần này mỗi một lỗ chân lông trên người hắn đều tỏa ra một luồng khí lưu năm màu. Khí lưu năm màu này tượng trưng cho ngũ hành nguyên khí. Ngũ hành nguyên khí tỏa ra cũng không có tản mát, mà xoay tròn, bao trùm lên thân thể Phương Hàn, dần dần ngưng kết lại thành một vỏ bọc rắn chắc, giống như một cái trứng khổng lồ có năm màu. Chắc chắn vô cùng, nhìn bề ngoài thì khí thế còn lớn hơn trứng côn bằng rất nhiều. Tinh Vân Bảo Bảo thấy Phương Hàn như một quả trứng, mà bên cạnh Phương Hàn lúc này xuất hiện một thần thú từ thái cổ hiện ra.
có vẻ như muốn ấp trứng. Ngũ đế ngũ hoàng, cửu thiên thập địa, vô thượng chí tôn, từ trong cái trứng lớn năm màu truyền ra âm thanh không chút cảm xúc nào của Phương Hàn. Những tiếng răng rắc vang lên, cái trứng vỡ tan, tất cả ngũ hành nguyên khí biến thành một đại trận thật lớn. Chính là thần thông ngũ đế đại ma đã đạt được một chút thành tựu, tạo thành một tòa đại trận có tác dụng phong ấn. Đại trận này có công hiệu phong ấn quỷ ma, được gọi là ngũ đế đại phong ấn. Nếu như tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn thì có thể sinh ra thần lôi. Kết hợp với phong ấn này sẽ tạo thành hỗn độn đại phong ấn. Lợi hại vô cùng, hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai cũng không thể nào sánh được với nó. Lần này Phương Hàn luyện thần thông ngũ đế đại ma đạt được chút thành tựu. Đang muốn thử nghiệm sự lợi hại của thần thông này thì lại bị ma khí ngập trời từ trong hoàng tuyền đồ truyền ra làm hắn chấn kinh. Có chuyện gì vậy? Lúc này huyết dạ vương cũng bay ra. Nhìn biến hóa của hoàng tuyền đồ giữa không trung, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn là khí linh của một kiện đạo khí. Sâu trong lòng hắn cảm giác được Diêm đang tiến hành một sự lột xác kinh thiên động địa. Con rồng ngu ngốc này lại gây ra động tĩnh thật lớn. Vạn nhất lần này nó lột xác thành công thì sẽ mạnh hơn ta rất nhiều. Với tính cách của con rồng ngu ngốc thì nhất định sẽ thường xuyên tìm ta gây phiền toái. Thật là không hay chút nào. Ta cũng cần phải nhanh chóng lột xác. Đáng tiếc ta muốn thay đổi bản chất, tăng cường lực lượng thì chỉ có thể từng bước một tiến lên. So với việc tu luyện của người bình thường thì chậm hơn vô số lần. Trừ khi có thể thôn phệ được máu huyết của cao thủ trường sinh bí cảnh, hoặc thôn phệ lượng lớn tiên thiên huyết ngọc. Nếu như có thể đoạt được huyết chí của huyết ma tông rồi dung nhập vào trong thân thể ta thì... Hừ, huyết dạ vương thầm nghĩ, lực lượng Diêm tăng lên đối với hắn không phải chuyện tốt lành gì. Hắn cũng muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Rầm, một ngôi sao sáng bắn ra, kết lại thành một khí linh. Chính là khí linh của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc trên tay Tinh Vân Bảo Bảo bị biến hóa của Hoàng Tuyền Đồ kinh động mà bay ra. Bảo Bảo, kiện đạo khí này không tầm thường chút nào. Ta có thể cảm giác được ma khí ngập trời, lực lượng khủng bố của nó. Tựa hồ là một ma đầu thời thượng cổ bị phong ấn giờ đây phá tan được phong ấn thoát ra ngoài. Pháp bảo này thật là quá kinh khủng. Không ngờ là lại có một pháp bảo khủng bố như thế này tồn tại. Không biết là ai luyện chế ra nó. Có điều hình như còn chưa khôi phục lại hoàn toàn. Nếu như nó có thể khôi phục lại thì... Sắc mặt của khí linh Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc có chút nhợt nhạt. Biểu hiện ra nhân tính rất sinh động. Giống như là một thân thể huyết nhục bình thường. Tinh thiền... Đây là phù chiếu của đệ nhất ma đế, Hoàng Tiền Đại Đế năm xưa, có thể mở ra Hoàng Tiền Bảo Khố. Năm đó hắn đã giết không biết bao nhiêu cao thủ, mà phù chiếu này hiện do Phương Hàn ca ca nắm giữ. Sau này sẽ có tác dụng rất lớn, Tinh Vân Bảo Bảo nghiêng nghiêng đầu nói. Pháp bảo này hình như là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Thì ra khí linh của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc gọi là tinh thiền hay. Pháp bảo bực này thì khí linh của hắn chắc chắn là rất cường đại. Ta cũng muốn nhìn xem nếu như hắn lột xác thành công thì sẽ lợi hại đến mức nào. Mặt của tinh thiền tắt ra chiến ý, dường như tên này rất hiếu chiến. Đây là hắn lột xác sau khi hấp thu được khí thuần dương của đại phạm quan minh thuyền. Huyết dạ vương xuất hiện, nhìn tinh thiền rồi ung dung nói. Thật không ngờ là khí thuần dương của đại phạm quang minh thuyền lại nồng đậm như vậy. Nhìn giống như vô cùng vô tận, không bao giờ hết, hắn vừa mới cùng với tinh thiền liên thủ. Đối phó với Mạnh Thiểu Bạch nên cũng muốn đứng cùng một chỗ với tinh thiền. Tựa hồ với sự mạnh mẽ của Diêm có chút e ngại. Muốn liên thủ chống lại. Đúng vậy, thuần dương khí của đại phạm quang minh thiền vô cùng nhiều. Không kém gì ta cũng không hiểu tại sao một kiện pháp bảo hấp thu được nhiều khí thuần dương như vậy mà lại không thể lột xác thành đạo khí. Đây cũng là lý do tại sao chủ nhân của nó lại bán nó đi. Bản thân tinh thuyền là một kiện đạo khí. Mà khí thuần dương của đại phạm quang minh thuyền lại không kém gì hắn. Quả thật là không thể lý giải được. Kỳ thật thì đại phạm quang minh thuyền đã qua tay rất nhiều người. Ai có được nó đều có ý muốn luyện chế nó thành một kiện đạo khí. Lại không có cách nào khiến nó lột xác được. Cho nên cũng chỉ biết cố gắng quán chú thuần dương khí vào trong nó. Nhưng kết quả là không thể làm được gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể bán nó đi. Đổi lấy một lượng lớn đan dược. Lạc chi... Đúng lúc này từ hoàng tiền đồ vang lên một loạt những âm thanh trầm thấp. Giống như một cánh cửa đã bị phong bế mấy ngàn năm bị người ta mở ra. Cuối cùng, Diêm từ trong hoàng tiền đồ bay ra. Toàn thân bao phủ một màu vàng. Một làn sương khói màu vàng bao trùm quanh người hắn. Cả người trôi nổi giữa hư không. Trông vô cùng thần thành.
mà sau lưng hắn là một cách cửa lớn đã được mở. Từ sau cánh cửa toát ra ma khí nồng đậm vô cùng, mang một lực lượng không thể nào đoán định được, tựa hồ muốn lao ra thôn phệ nhân ra, khiến cho toàn bộ thế giới biến thành ma giới. Ha 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 ha, lực lượng của ta tích góp dần dần cuối cùng cũng đã đủ, có thể mở ra được A Tị Môn. Diêm cười điên cuồng. Chương 227, uy lực chân chính của Hoàng Tiền Đồ. A Tị Môn, là cái gì vậy? Huyết Dạ Vương, Tinh Thiền đều cảm giác được cánh cửa ở sau lưng Diêm vô cùng khủng bố. Giống như trận pháp mà lại không phải trận pháp, giống như thần thông mà không phải thần thông, giống như pháp bảo mà không phải pháp bảo, thậm chí còn có cảm giác như có vật sống ở trong đó. Nó mang theo khí tức giống như một hồng hoang mãnh thú thời thượng cổ. A Tị Môn có thể thôn phệ hết thảy tất cả những tồn tại đối nghịch với uy nghiêm của nó. Cho dù là khí linh của hai kiện đạo khí cũng cảm thấy run sợ. Bởi vì ẩn bên trong đó có một lực lượng mang tính hủy diệt. Chỉ cần thoáng cảm nhận được thì một cảm giác thống khổ từ sâu trong tâm trí truyền đến, làm cho bọn họ rất khó chịu. Đằng sau cánh cửa đó là cái gì mà lại khủng bố như vậy? Tinh Vân Bảo Bảo cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào A Tị Môn. Là một đại trận trong Hoàng Tiền Đồ, đồng thời nó cũng là một kiện bảo bối, một loại thần thông. A Tị Môn là một truyền thuyết của ma đạo, ý nói đến sự thống khổ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Bước vào A Tị thì sẽ tiếp nhận sự thống khổ vĩnh cửu, mãi đến khi thế giới hủy diệt mới thôi. Năm đó Hoàng Tiền Đại Đế đã giết chết 36 tộc thiên ma để luyện chế ra một A Tị Môn. Dùng máu tế ma, sau đó phong ấn ma khí cửu uyên, cửu u vào trong đó. Đồng thời còn thu thập trăm ngàn vạn sự thống khổ trong thế tục, tạo thành thế giới đó. Tinh Thiền phải không? Không phải mi muốn thử sức với ta sao? Vậy thì đến đây, Huyết Dạ Vương, người cũng đến đây, để ta xem thực lực của hai tên vãn bối các ngươi rốt cuộc đạt tới mức nào. Trong khi Diêm nói chuyện, A Tị Môn ở sau lưng Diêm lay động mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp ma ảnh bay ra. Không khí trở nên nặng nề, những âm thanh quỷ khóc, thần gào không ngừng truyền đến. Một luồng khí lưu màu đen ngưng tụ thành một gương mặt dữ tợn. Khi thì hóa thành lân, khi thì thành ma thần, khi thì thành ác quỷ kêu gào thảm thiết, khi thì là quỷ chết đuối, quỷ chết đói, quỷ chết treo, âm phong rít gào. Những luồng gió cửu u làm cho cốt tủy của người ta cảm thấy hàn ý lạnh như băng. Được, ánh mắt của Huyết Dạ Vương xoay chuyển, chúng ta cùng đấu với hắn một trận. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hóa thành một bàn tay máu khổng lồ, mang theo biển máu ngập trời mạnh mẽ đánh về phía Diêm. Lực lượng bao trùm cả Hoàng Tiền Đồ, tựa hồ muốn bắt lấy bản thể của Hoàng Tiền Đồ, mà Tinh Thiền cũng hóa thành một đạo tinh quang bay thẳng lên. Hai tay vung lên, vô số ngôi sao lấp lánh hạ xuống, bao phủ lấy Diêm, liên tiếp nổ mạnh. Đây chính là diệt tinh đạo kết hợp với tinh sa luyện lôi cương. Uy lực rất lớn, huyền diệu vô cùng, những vụ nổ không tán ra mà tập trung lại một chỗ. Chỉ có những điểm nổ rất nhỏ, như pháo bình thường nhưng lại khiến cho không gian bị chấn động mãnh liệt. Phương Hàn biết rõ chỉ cần một hạt hỏa tinh kia bắn trúng người hắn, thì cốt nhục thân thể sẽ bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Hai đại khí linh liên thủ đánh Diêm. Rát rát, rát rát, Diêm phát ra tiếng cười như tiếng vịt kêu vô cùng quái dị. Móng vuốt cực lớn đánh ra. Một chảo vừa tung ra thì A Tị Môn sau lưng hắn xuất ra một lực hút vô cùng cường đại. Toàn bộ tinh sa lôi cương đều bị hút vào trong nó, không để lại chút dấu vết nào. Còn đuôi của Diêm thì mạnh mẽ quật xuống, đánh mạnh lên người Huyết Dạ Vương, đập tan bàn tay máu của hắn. Huyết quang bay tán loạn khắp nơi, lộ ra bản thể của hắn là ma đao huyết thương khung. Ta có A Tị Môn hộ thân, bất luận là công kích gì dưới trường sinh bí cảnh đều không thể làm gì được ta. Nếu có thì cũng chỉ có hiệu quả rất nhỏ. Hai tiểu bối nhà các ngươi, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận thế nào là sự trừng phạt vì bất kính với tiền bối. Diêm cao giọng ngâm sướng, những tiếng rít gào cao vút vang lên từ sau lưng hắn. A Tị Môn sau lưng hắn lại lần nữa rung động, hai đạo ma khí bắn ra, mỗi một đạo đều mang theo trăm ngàn gương mặt, có mặt người, có mặt thú không ngừng luân chuyển, giống giận, gào khóc, la hét, những răng nanh không ngừng rung động, tựa hồ đang gặm nhấm những khúc xương, làm cho người ta cảm chân tay nhột nhạt. Đây là A Tị khí, trong đó ẩn chứa vô cùng thống khổ, chỉ cần trúng một chút thì không thể thi triển được thần thông được nữa. Chưa chắc, ta cũng sinh ra từ ma khí, luyện ra từ đại trận thiên ma, ta muốn thử xem thứ kinh khủng nhất trong ma đạo rốt cuộc lợi hại đến mức nào.
Đối mặt với tình huống này, thân hình huyết dạ chi vương vừa bị đánh tan lại tụ lại, tạo thành một đoàn huyết quang tròn vo, trông giống như một quả cầu máu. Quả cầu máu phiêu phù giữa không trung, tránh thoái a tị khí, lại tán ra rồi hóa thành một cái quạt màu máu thật lớn. Mạnh mẽ xoay tròn, xông thẳng vào giữa đạo a tị khí. Cái quạt xoay tròn với tốc độ cao, cắt nát luồng a tị khí ra thành nhiều tia. Ta chính là đạo khí thuần dương, giết ma đầu chính là nhiệm vụ của ta. Tự nhiên không sợ tất cả các loại cương khí của ma đạo. Tinh thiền cũng không chút sợ hãi, không tránh né mà lại hóa thành một luồng tinh quang, mạnh mẽ đánh vào trong đạo a tị khí còn lại. Đột nhiên một luồng hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa tỏa ra ánh sáng chói chang, chính là tinh thần chân hỏa, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thiêu đốt toàn bộ a tị khí. Các ngươi thật lớn mật, lại dám đối đầu với a tị, xem ra ta phải thi triển thần thông, trừng trị các ngươi một lần mới được. A tị luân hồi, vô tận thống khổ, cửu cửu hoàng tuyền, ma vực tái hiện, oanh long, theo tiếng ngâm sướng hùng hồn của Diêm, a tị môn lại mở ra. Một luồng hắc khí bao trùm cả không gian, đem tất cả mọi người ở đương trường cuốn vào. Một ma vực chậm rãi hiện ra, thoáng một cái người ta có cảm giác như toàn bộ một thế giới. Mặt trời, mặt trăng, núi non, sông nước, tất cả đều bị a tị môn thôn phệ hết. Mọi người thậm chí không thể cảm ứng được nguyên khí thiên địa nữa. Phương Hàn thầm rung động, cảm nhận được tốc độ hấp thu linh khí tiên giới của cây thế giới cũng trở nên chậm lại thì biết rõ đây là một lĩnh vực ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc này hắn mới cảm nhận rõ ràng sự lợi hại của Hoàng Tiên Đồ. Tốt lắm, không cần phải đánh tiếp, giữ lại lực lượng để đối phó với ba tên sát thủ kia đi. Hoặc là chờ có cơ hội thì sẽ đối phó với Mạnh Thiểu Bạch. Nếu như hai bên lưỡng bại câu thương, bản thân bị hư tổn thì ta cũng không có đủ thiên tài địa bảo để tu sửa bản thể các ngươi đâu. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì tâm thần liền nhẹ rung động truyền âm, ngăn cản ba đại pháp bảo tiếp tục chiến đấu. Hô hô, trong giây lát, ánh sáng lại hiện ra, giống như A Tị Môn trả lại toàn bộ thế giới. Huyết Dạ Vương, Tinh Thiền đều đã cảm giác được sự lợi hại của Hoàng Tiên Đồ. Tuy vừa rồi là do Phương Hàn bảo ngừng lại, nhưng dù cho có liều mạng đấu tiếp thì cho dù hai người bọn họ có thể phá vỡ A Tị Môn thoát ra ngoài thì bản thể cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Nói tóm lại, Diêm lấy một địch hai mà vẫn có thể chiếm được thượng phong. Thật là lợi hại, đây là Hoàng Tiên Đồ còn chưa hoàn toàn hồi phục lại. Nếu như nó khôi phục lại toàn bộ lực lượng vốn có thì không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Đáng tiếc, ta cũng chỉ mới khôi phục được 1/10 lực lượng vốn có. Nếu như có thể khôi phục được một nửa lực lượng vốn có thì một cái phất tay có thể thôn phệ hết các người. Sau khi chậm rãi thu lại A Tị Môn vào trong Hoàng Tiên Đồ, Diêm lại trở vào trong Hoàng Tiên Đồ, hóa thành hình xăm ở trên da của Phương Hàn. Đúng lúc này, một chiếc thuyền hiện ra, chính là bản thể của Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Có điều lúc này còn thuyền không còn chút pháp lực nào cả, cũng không còn khí thuần dương nữa, thật giống như một bức điêu khắc ở trong thế tục. Trên thực tế thì sau khi bị hút sạch khí thuần dương thì con thuyền này cũng mất đi linh hiệu của nó. Những đại trận được điêu khắc trên nó cũng không còn nữa. Không thể bay, không thể phát ra ánh sáng, cũng không thể phòng thân hay ngăn địch. Ngoại trừ tài liệu chế tạo vô cùng chắc chắn ra thì nó không khác gì một vật trang sức. Phương Hàn, ta cũng không ngờ là trong con thuyền này lại ẩn chứa nhiều khí thuần dương như vậy. Đủ giúp ta mở ra được A Tị Môn. Đối với ba tên cao thủ kim đan cảnh, chỉ cần mai phục từ trước, đột nhiên ra tay thì bọn hắn không có cả cơ hội tự bạo nữa. Thậm chí còn có thể thu lấy kim đan của bọn chúng làm kim đan của mình. Trước kia Hoàng Tiên Đồ chỉ có thể ngăn cả thiên ma giải thể đại pháp của thiên ma vương, nhưng mà bây giờ có thêm A Tị Môn thì khác nhiều rồi. Thanh âm của Diêm truyền vào trong đầu Phương Hàn, ta hiện giờ có thể thi triển Tịnh Thế Liên Hoa, là thần thông của Phật Pháp. Nếu như có thể tìm được kim đan dung nhập vào thân thể thì có thể đồng thời học được các loại thần thông, đồng thời luyện chế lại Đại Phạm Quang Minh Thuyền một lần nữa. Cái gì? A Tị Môn có thể ngăn không cho cao thủ kim đan cảnh tự bảo? Phương Hàn cả kinh, đây đâu phải chuyện bình thường. Nếu như thật sự có thể ngăn không để cho cao thủ kim đan cảnh tự bảo thì có thể thu lấy kim đan của hắn, pháp lực của hắn rồi dung nhập vào trong người mình. Hơn nữa hắn đã mở được não hải thứ hai, không sợ chuyện tự bảo. Giết chết một cao thủ kim đan cảnh, vấn đề hắn cô kỵ nhất chính là khi đối phương liều mạng tự bảo, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh đụng phải cũng sẽ bị thương. Cái này cũng giống như thiên ma giải thể đại pháp của thiên ma vương, lợi hại vô cùng.
Nhưng Kim Đan tự bạo mạnh gấp trăm lần thiên ma giải thể đại pháp, có thể đem phương viên trăm dặm xung quanh biến thành một vùng đất hoang, không ai có thể chạy thoát được. Đây cũng là băn khoăn lớn nhất của Phương Hàn khi đối đầu với ba tên sát thủ Kim Đan cảnh. Cũng chính vì như thế, thường không ai lại đi trêu chọc cao thủ Kim Đan cảnh. Luyện thành Kim Đan chẳng khác nào có thể một lá bùa hộ mệnh, có thể tránh thoát được rất nhiều cái họa sát thân. Bất quá, hiện tại A Tị môn đã được mở ra, chỉ cần sử dụng thích hợp, bố trí mai phục thì nắm chắc 8 phần có thể giết chết cao thủ Kim Đan cảnh, cướp lấy Kim Đan của hắn. Đây quả thực là thủ đoạn độc nhất vô nhị. Phương Hàn tưởng tượng khi hắn thu được 3 viên Kim Đan, dung nhập toàn bộ vào trong thân thể thì không biết thực lực sẽ tăng tiến đến mức nào. Cho dù là đụng phải Mạnh Thiểu Bạch cũng sẽ không chật vật như trước nữa. Xem ra thật sự là trời giúp ta rồi. Bất quá chuyện này cũng không thể nóng vội được. Tinh Vân Bảo Bảo cũng chỉ mới tu luyện tới cương khí cảnh, khi tham gia sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, có thể bị thương. Tạm thời chúng ta cứ tu luyện 1 tháng đã, chậm rãi tính toán sách lược thật kỹ rồi sẽ tiến hành phản kích mấy tên kia. Phương Hàn cảm thấy chuyện này nhất định phải thật cẩn thận, tránh khỏi bị thất thủ, tạo thành đại họa sát thân. Giết người tuyệt không thể cầu thả, nóng vội được. Nếu kế hoạch chu đáo thì chắc chắn sẽ thành công. Chỉ cần một kích lôi đình vạn quân là giải quyết được mầm họa. Huống hồ đây là một cơ hội giúp hắn đề cao thực lực với tốc độ cực nhanh. Nếu như thành công thì có thể nắm chắc thêm mấy phần trong 10 năm khiêu chiến với Hoa Thiên Đô. Hai mắt Phương Hàn lập lòe tỏa sáng. Hàng loạt những kế hoạch không ngừng thôi diễn trong đầu. Hắn không ngừng phân tích, so sánh, tính toán đủ các loại thủ đoạn. Chương 228. Đón đường. Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo ở trong tháp tròn 1 tháng. Trong 1 tháng này, Phương Hàn luyện thành thục các loại công pháp, thủ đoạn của thần thông ngũ đế đại ma, đồng thời tìm hiểu thêm một ít diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ. Có thêm một ít nhận thức mới, thì ra trước đây công năng của Hoàng Tuyền Đồ không có gì cả. Ngoại trừ chứa đựng đồ vật, Hoàng Tuyền Thánh Thủy, còn lại các loại cấm chế, trận pháp bên trong nó đều không thể sử dụng. Diêm đôi khi sử dụng được Hủ Tiên Đại Trận để đánh lén, uy lực cũng không lớn, nhưng bây giờ thì khác. Mở được A Tị Môn, uy lực đã tăng lên 1 tầng mới. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể phóng ra vô cùng vô tận ma khí, vô cùng vô tận thống khổ. Hít vào một cái có thể phong tỏa không gian. Ngay cả hai khí linh của hai kiện đạo khí là Huyết Dạ Vương và Tinh Thiền cũng không thể chống lại được, thì có thể thấy khi đối đầu với người khác sẽ hữu dụng đến mức nào. A Tị Môn huyền diệu vô cùng. Tuy đã tìm hiểu suốt 1 tháng nhưng Phương Hàn vẫn chưa hiểu hết được sự huyền diệu của nó. Nhưng khi cùng người khác đối địch thì hắn có thể vận dụng A Tị Môn như một kiện ma khí. Hoàng Tuyền Đồ đã trải qua sự tế luyện của hắn, hắn cũng có một ít quyền lực sử dụng nó, có thể điều động một vài diệu dụng của nó. Nếu như bây giờ mà gặp cao thủ khác, tỉ như Nam Vạn La, thì hắn tự tin có thể đánh bại một cách dễ dàng, căn bản không tốn chút sức lực nào. Đương nhiên là trong thời gian này, hắn vẫn không ngừng tích góp linh khí của tiên giới để luyện chế Nguyên Anh Đan. Mỗi ngày hắn luyện chế hơn 36.000 viên đan dược phẩm chất vô cùng cao. Lượng lớn đan được trồng chất ở trong Hoàng Tuyền Đồ làm cho Phương Hàn cảm giác rất vui vẻ. Nhất là khi hắn biết những chỗ tốt của đan dược. Ở Đại Huyền Đế Quốc, chỉ cần có đan dược thì có thể mua được bất cứ thứ gì. Có thể thấy được đan dược ở đây cũng không đủ cầu. Lượng đan dược tiêu thụ rất lớn. Trong suốt 1 tháng, hắn tích góp dần dần cũng đã có chừng 100.000 viên Nguyên Anh Đan. Nếu như lộ ra ngoài thì không biết sẽ làm bao nhiêu người kinh sợ. Chỉ sợ là Thái Nhất Môn cũng sẽ đến hỏi cho rõ đầu đuôi. Nhưng hắn giao hết 100.000 viên đan dược này cho Tinh Vân Bảo Bảo mang về Quần Tinh Môn. Cứ tiếp tục như thế này, trong vòng 2-3 năm ta có lẽ sẽ trở thành tu luyện giả giàu có nhất thiên hạ. Mạnh Thiểu Bạch, Hoa Thiên Đô đều là người nghèo mà thôi. Cây thế giới trong truyền thuyết, tồn tại giữa trời đất, nối liền với tiên giới. Hiện tại ta cũng chỉ có 1 phần nhỏ của cây thế giới. Tính ra thì chưa được 1 phần vạn nữa. Nếu như có thêm một vài mảnh nhỏ, một ngày xuất ra 10 vạn Nguyên Anh Đan, 100.000 Nguyên Anh Đan, chỉ sợ có thể chính thức xưng bá một phương. Phương Hàn thầm nghĩ, đi, Tinh Vân Bảo Bảo, chúng ta đi Linh Lung Tháp mời Liên Vân Tiên Tử trước rồi lại tìm Cổ Mông Tôn giả. Được, lần này thực sự rất thú vị, mai phục 3 vị cao thủ Kim Đan cảnh. He he, đúng rồi, huynh nói 3 vị cao thủ Kim Đan cảnh này có 2 nam 1 nữ. Một người thi triển tinh xa luyện lôi cương, một người thi triển kiếm khí ngũ thải liên hoa,
Tinh Vân Bảo Bảo xòe ngón tay mũm mĩm của mình gãi gãi đầu nói. Hình như là đạo tặc bài danh thứ 2, 3 và 4 ở trên biển. Chu Tiên Đạo, Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo, ba đại đạo tặc, mỗi người đều là cao thủ kim đan cảnh, tu luyện thần thông rất quỷ bí, am hiểu ám sát, ẩn nấp, thường rất khó phòng bị. Trước giờ bọn họ muốn giết ai đều chưa từng thất bại. Hắn lấy ra một mảnh giấy xem xét lại, dường như có ghi lại tư liệu của 40 đạo tặc ở trên biển. Hiển nhiên là những điều ba mẹ đã dặn dò hắn rất kỹ trước khi rời khỏi quần tinh môn. 40 đạo tặc ở trên biển, thì ra là thế. Ánh mắt Phương Hàn trở nên lạnh lùng đảo một vòng, suy xét lại mọi chuyện, mọi thứ trở nên rõ ràng. Trước kia hắn không biết cao thủ thần bí ám sát mình rốt cuộc là ai. Hiện giờ đã biết được thân phận của họ thì cũng hiểu được mục đích của ba người này là muốn cướp đoạt thần thông của mình để sử dụng cho bản thân. Đi, Phương Hàn nghĩ một chút rồi hô lên. Một đạo khí lưu năm màu bao trùm lấy hắn và Tinh Vân Bảo Bảo rồi bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó ở Thái Bạch Thành, trong Linh Lung Tháp, Phiêu Vân Tiên Tử và Liên Vân Tiên Tử đang thương lượng với nhau. Trong tay các nàng phân biệt là hai viên Nguyên Anh Đan. Một là do Thái Nhất Môn luyện chế, tương đối nhỏ, không tinh khiết, trong suốt, bên trong mơ hồ có hình ảnh một tiểu hài nhi, ngũ quan cũng không rõ lắm, nguyên khí ẩn chứa trong đó cũng không có tỏa ra bên ngoài. Còn viên do Phương Hàn luyện chế thì lớn hơn của Thái Nhất Môn rất nhiều. Hơn nữa màu sắc rất tinh khiết, trong suốt, so với thủy tinh còn trong suốt hơn, không thấy được chút tạp chất nào. Trong đó có một hài nhi mũm mĩm, da trắng như tuyết, còn mơ hồ như đang hô hấp, làm cho người ta không đành lòng sử dụng. Hơn nữa trong khi hài nhi hô hấp, nguyên khí ở trong đan dược như sóng vỗ bờ, tỏa ra rồi lại thu lại, xoay tròn quanh đan dược. Đây là sự khác biệt giữa Nguyên Anh Đan do Thái Nhất Môn luyện chế và do Phương Hàn luyện chế. Có thể nói Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn là sản phẩm giả mạo, kém chất lượng, mà của Phương Hàn mới chân chính là hàng thật. Kỳ thật Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn cũng không tệ, nhưng so với cái của Phương Lãnh thì thật sự không bằng. Nguyên Anh Đan của Phương Lãnh chân nhân tốt hơn gấp mấy lần. Sau khi ta đem viên đan dược này truyền đi trong môn phái, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn đang tu luyện cũng bị kinh động. Bởi vì dược hiệu của Nguyên Anh Đan này thật sự gấp 4-5 lần của Thái Nhất Môn. Trưởng giáo Chí Tôn nói nó nhất định phải trải qua một điều kiện rất hiếm thấy, được sự tẩy rửa của linh khí trong tiên giới mà thành. Trong đó ẩn chứa tiên thiên khí rất nồng đậm, có công hiệu phạt mao tẩy tùy. Chỉ cần có tư chất tốt một chút, dùng Nguyên Anh Đan này thì có tới 9 thành sẽ bước vào thần thông bí cảnh. Chúng ta còn được 2.000 vạn viên Nguyên Anh Đan như thế này trong vòng 3 năm nữa, ít nhất sẽ có thêm 100 vị sư muội bước vào thần thông bí cảnh. Liên Vân Tiên Tử lắc đầu, rồi lại gật đầu nói. Hiện tại các đại trưởng lão trong môn phái đều đã hạ mệnh lệnh, nhất định phải lôi kéo Phương Lãnh này. Đáng tiếc là hiện giờ người này hình như có quan hệ với thiếu môn chủ của quần tinh môn. Cũng không biết Tinh Vân Bảo Bảo kia chỉ là một đứa nhỏ mà sao lại quen biết Phương Lãnh. Phương Lãnh có nói mấy ngày nữa sẽ tới tìm chúng ta. Hiện giờ đã một tháng mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Không biết có phải là vì tế luyện đại phạm quang minh thuyền mà quên mất thời gian hay không? Cô gái mặc đồ màu hồng nhíu mày nói. Đại phạm quang minh thuyền căn bản không thể luyện chế thành đạo khí. Không biết tại sao hắn lại bỏ ra một cái giá cao như vậy để mua về làm gì? Liên Vân Tiên Tử cũng có chút nghi hoặc, khó hiểu nói. Bất quá Phương Lãnh sợ là không phải tên thật của hắn. Bởi vì gần đây ta nghe nói ở trong Vũ Hóa Môn cũng có một người biết luyện chế Nguyên Anh Đan. Tên là... Siêu siêu siêu, đúng lúc này từ xa xa có một tiếng gió xé vang lên, dừng lại bên ngoài Linh Lung Tháp, hiện ra bộ dáng đã biến đổi của Phương Hàn. Bên cạnh là Tinh Vân Bảo Bảo, Liên Vân Tiên Tử, Phiêu Vân Tiên Tử, thật là xấu hổ, ta bởi vì tu luyện mất một tháng nên giờ mới có thể đến được. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Liên Vân Tiên Tử nói, không biết đạo hữu muốn đi đâu mà cần ta hộ tống. Hoàng Dã Thần Miếu Phương Hàn không chút cảm xúc nói ra 4 chữ. Đi vào đó tìm kiếm một đồ vật. Hoàng Dã Thần Miếu, Liên Vân Tiên Tử nghe xong thì lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nơi đây là cấm địa trong truyền thuyết, người đi vào đó đều bị nguyên rùa, số phận sẽ rất đen đủi. Ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không ngoại lệ. Các đạo hữu yên tâm, chỉ cần mọi người hộ tống ta đến vùng rừng tùng bên ngoài là được rồi. Không cần phải tiến nhập vào bên trong thần miếu thăm dò cùng ta. Đương nhiên nếu gặp phải cao thủ ám sát ta thì cũng cần sự bảo vệ của các vị.
Phương Hàn khoát khoát tay nói, thì ra là như vậy thì cũng không có gì, chúng ta đi thôi. Liên Vân tiên tử bay lên, chúng ta đi đến thiên đạo các một chuyến đã, ta còn muốn mời Cổ Mông tôn giả. Phương Hàn bay ra ngoài, hướng về thiên đạo các mà đi. Khi hắn ra khỏi thiên đạo các thì bên người không còn bóng dáng một ai cả. Chỉ có một mình hắn, ngay cả Tinh Vân Bảo Bảo cũng không thấy đâu. Liên Vân tiên tử cũng không có, mà cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh Cổ Mông tôn giả cũng không thấy. Giống như đàm phán thất bại vậy. Phương lãnh đạo hữu, có thật sự nghiêm trọng như vậy không? Cần chúng tôi phải ẩn giấu như thế này sao? Khi bay lên trời thì giọng nói của Cổ Mông tôn giả đột nhiên truyền vào trong đầu Phương Hàn. Thì ra bọn họ ẩn giấu chân thân trong túi pháp bảo, triệt để ẩn nấp, để cho Phương Hàn mang theo bên người. Đồng thời dùng các loại thần thông che giấu khí tức, không ai có thể phát hiện ra được. Cổ Mông tiền bối, ngài cứ làm theo kế hoạch của ta là được. Nếu như lần này thành công, giết được những người ám sát ta thì ta sẽ trả cho ngài gấp đôi số Nguyên Anh Đan đã thương lượng. Phẩm chất của Nguyên Anh Đan của ta cũng tốt hơn của Thái Nhất Môn rất nhiều. Chuyện này hẳn là ngài cũng biết rồi. Hơn nữa sau này ta cũng sẽ đáp ứng mỗi tháng sẽ dùng Nguyên Anh Đan để đổi lấy một ít đồ vật. Phương Hàn dùng tinh thần trao đổi. Rất tốt, rất tốt. Lão Phu tất nhiên sẽ tận lực bảo đảm an toàn cho ngươi. Về phần người đến giết ngươi là ai thì ta cũng không quan tâm. Ta chỉ đảm bảo an toàn cho ngươi, không có trách nhiệm giết địch. Cái này ngươi phải hiểu cho ta. Cổ Mông tôn giả nói, chỉ cần tiền bối có thể ngăn không để bọn họ ám sát ta là đã xong rồi. Những chuyện còn lại không phiền tiền bối phải động tay động chân. Phương Hàn cũng hiểu rõ Cổ Mông tôn giả không muốn đắc tội với bất cứ ai, chỉ đảm bảo an toàn cho hắn mà thôi. Cái này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch ban đầu của hắn. Một đạo ánh sáng năm màu bay ra khỏi Thái Bạch Thành, dần rời xa khỏi lãnh thổ của Đại Huyền Đế Quốc, đến một vùng rừng tùng ở khu vực hoang dã. Ở một bên của Đại Huyền Đế Quốc, có một rừng tùng hoang dã rộng lớn vô cùng. Trong rừng có rất nhiều loại yêu thú, quái vật khủng bố, cũng có rất nhiều kỳ hoa, dị thảo, thiên tài địa bảo. Sâu trong rừng tùng này có một tòa thần miếu, được gọi là Hoang Dã Thần Miếu, là một di tích hoang phế của nền văn minh các đế quốc thời thượng cổ. So với Đại Huyền Đế Quốc hiện tại thì các đế quốc đó còn hùng mạnh hơn, giàu có hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng lịch sử của nó cũng bị vùi trong rừng rậm bạt ngàn. Phế tích của một đế quốc thần bí này hiện là một trong những nơi cấm khu của giới tu đạo. Phương Hàn đến bên ngoài rừng tùng, cũng không có tiến vào bởi vì hắn cảm giác được phía trước có nguy hiểm. Hắn hơi nhíu mày, lỗ tai vừa động thì nghe được tiếng địch rất thanh thúy, êm tai. Chính là nữ tử Chu Tiên Đạo đang ngồi trên một ngọn cây nhàn nhã thổi sáo, tựa hồ đang đợi Phương Hàn tới. Trông thấy Phương Hàn bay tới, Chu Tiên Đạo cũng ngừng thổi địch, vươn người đứng dậy nói, ngươi đã mua được Đại Phạm Quang Minh Thuyền, nó đối với ngươi không có chỗ nào hữu dụng, đem nó giao nộp cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một lần, thế nào? Chương 229, Quỷ Đế. Chu Tiên Đạo tu luyện công pháp thần bí của Phật Môn, lại đi một mình cản đường Phương Hàn, đòi hắn giao ra Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Qua đó có thể thấy người này vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng rất thần bí. Nếu chỉ có một mình Chu Tiên Đạo, thì Phương Hàn căn bản không cần ai giúp đỡ cũng có thể giải quyết được cao thủ kim đan cảnh này. Hắn đã có Huyết Dạ Vương cộng với Ngũ Đế Đại Phong Ấn của thần thông Ngũ Đế Đại Ma, lại thêm A Tỳ Môn của Hoàng Tuyền Đồ nữa. Ba cái hợp lại thì đủ để xử lý một cao thủ kim đan cảnh. Tuy cũng tốn chút công phu, nhưng chắc chắn không thể thất bại. Nhưng Phương Hàn cũng không động thủ liền, chỉ lẳng lặng đứng nhìn đối phương. Bởi vì hắn thấy được đối phương đã bày ra tư thế như vậy, thì hẳn là đã có chuẩn bị từ trước. Đường đường là nhân vật xếp hạng 2 trong 40 đạo tặc ở trên biển, tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn. Chỉ là hắn đã dùng thần niệm giả soát bốn phía nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường. Chính bởi vì không phát hiện được điều gì khác thường cho nên hắn càng cảm thấy nguy hiểm. Ha 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 ha. Sau một hồi trầm mặc, Phương Hàn đột nhiên cười ha hà. Đường đường là Chu Tiên Đạo, vậy mà lại cản đường cướp đồ của một cao thủ thiên nhân cảnh nhỏ bé như ta sao? Nếu mà chuyện này truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người sẽ cười chê ngươi. Không ngờ được là các ngươi lại biết chuyện ta mua được Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Xem ra từ đầu đến cuối ta không hề thoát khỏi tầm mắt của các ngươi. Đương nhiên biết, ta còn biết rõ ngươi có thể luyện chế ra lượng lớn Nguyên Anh Đan, mà phẩm chất còn cao hơn của Thái Nhất Môn vài lần.
Bởi vậy ngươi mới có thể mua đồ mà không cần để ý chuyện gì cả. Ngay cả người có được truyền thừa của đệ nhất sát đạo vô sinh kiếm phái cũng không thể đánh gục ngươi. Mà vũ hóa môn các ngươi hiện giờ còn đang nội đấu kịch liệt. Cũng phải thừa nhận là vũ hóa môn gần đây xuất hiện rất nhiều nhân tài. Làm cho ta rất hâm mộ. Chu Tiên Đạo đứng trên cây cổ thụ, mặt cười mà như không phải cười, nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, dò xét từ trên xuống dưới, tưởng như muốn nhìn thấu Phương Hàn vậy. Hắc hắc, ta sớm không thể nào qua mắt được sự điều tra của 40 đạo tặc các ngươi. Phương Hàn cười hắc hắc, trong lòng cũng hiểu rõ, danh tiếng của hắn cũng không nhỏ, cho người của vũ hóa môn một lượng lớn nguyên anh đan. Lại từng đánh bại 6 đại chân nhân của Thái Nhất Môn, giết chết Thất Diệp Ma Quân, lại còn đánh bại Nam Vạn La nữa. Chỉ cần bất cứ một việc nào trong các việc này cũng đủ làm cho thanh danh của người ta trở nên vang dội. Hắn cũng không có cho rằng chỉ cần chút biến ảo này là có thể che giấu được thân phận chân chính của mình. Chỉ là vì ở Đại Huyền Đế Quốc nên hắn vẫn muốn làm cho bản thân huyền bí một chút. Tránh gây tiếng vang quá lớn, bị người của Thái Nhất Môn tìm tới thì khó tránh khỏi xung đột. Xem ra ngươi cũng không kém, biết rõ ta là một trong 40 đạo tặc. Chu Tiên Đạo duỗi tay ra, những ngón tay rung động. Huyền ảo, vốn Linh công tử thuê chúng ta giết ngươi, nhưng ngươi lại có thể chạy thoát được nên chúng ta đã định bỏ qua việc này rồi. Bất quá trên người ngươi lại có hoàng tuyền đồ, phù chiếu của đại ma đế, chúng ta không đuổi giết ngươi cũng không được. Nói nhảm, ngươi có mai phục gì thì cứ xuất hết ra đi, nói nhiều cũng vô nghĩa mà thôi. Phương Hàn lạnh lùng nói, nếu như ngươi đến đây một mình thì hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Khanh khách, Chu Tiên Đạo cười, khẽ bay lên, dưới chân xuất hiện một đóa liên hoa, kết thành một cái đài sen. Đương nhiên là không phải chỉ có một mình ta, ngươi cũng không chỉ có một mình, ngươi mời Cổ Mông Tôn Giả và Liên Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa đến hỗ trợ. Bên cạnh ngươi còn có thiếu môn chủ của Quần Tinh Môn, Tinh Vân Bảo Bảo, mấy người các ngươi hợp lại có 3 kiện đạo khí, nhưng cũng chỉ có 2 kiện phát huy được tác dụng, còn Hoàng Tiền Đồ thì đã bị tổn hại rồi. Ta nói có gì sai không? Chúng ta đã dò xét kỹ thực lực của ngươi, tính toán rất kỹ càng. Nếu không thì sao đến bắt ngươi? Phanh, 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 phanh. Sau khi Chu Tiên Đạo nói xong, từ trên người Phương Hàn liền bắn ra 3 đạo quang hoa. Hiện ra 3 người, chính là Cổ Mông Tôn Giả, Tình Vân Bảo Bảo và Liên Vân Tiên Tử. Phương Hàn lạnh lùng nhìn xung quanh. Hắn để 3 người này ẩn nấp là để phục kích 3 đạo tặc. Một mẻ bắt sạch hết cả 3. Không ngờ là 3 người bọn chúng lại có năng lực lớn như vậy. Có thể thâm nhập vào các môn phái tiên đạo, điều tra được thông tin mình thuê cao thủ bảo vệ. Cũng may là Hoàng Tiền Đồ đã mở ra được A Tỳ Môn, uy lực tăng lên nhiều, có thể so với Huyết Dạ Vương và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc liên thủ. Chuyện này chắc chắn bọn chúng không biết, chỉ cần có vậy thì ta cũng có thể lật ngược thế cờ được rồi. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, hắn ngược lại không chút lo lắng. Vốn hắn đã chuẩn bị giết 3 đạo tặc này, cướp lấy kim đan của họ. Mà nếu như lỡ có chuyện gì, thì hắn cũng có thể chạy trốn được. Cổ Mông Tôn Giả, ngươi là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, có hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh, cần gì phải dính vào vũng nước đục này. Chu Tiên Đạo tựa hồ có chút kiêng kỵ đối với Cổ Mông Tôn Giả. Dù sao thì một cao thủ tầng thứ 9, mỗi cái giơ tay nhấc chân của địa pháp tướng đều vô cùng mạnh mẽ. Cổ Mông Tôn Giả hít một hơi nói, thiên đạo các của ta làm ăn lấy tiêu chí không lừa già dối trẻ, dùng tín phục người, nếu không thì làm sao sinh ý của chúng ta có thể trải rộng khắp thiên hạ được. Tất cả các đại cao thủ thậm chí là ma đế đều tới trao đổi với chúng ta. Hôm nay ta đáp ứng Phương Hàn là sẽ bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không lui bước, ngươi không nên ép ta động thủ. Bội phục, bội phục, việc buôn bán của thiên đạo các chính là lấy tín làm đầu. Tiên đạo hay ma đạo đều hiểu rõ. Đã như vậy thì quỷ đế, ngươi xuất hiện đi. Chu Tiên Đạo đột nhiên phất mạnh tay. Ô ô ô ô ô ô, một cái phất tay này liền khiến cho trời đất tràn ngập tiếng quỷ khóc, thần gào, từng đợt âm phong từ trong lòng đất tỏa ra. Vô số âm hồn, ác quỷ theo gió phiêu đãng, cuối cùng ngưng tụ lại thành một cái vương tọa. Ngồi trên đó là một người mặc áo tang, sắc mặt tái nhợt, mắt trong như hạt châu. Ẩn ẩn trong đó là một luồng quỷ hỏa. Móng tay của người này rất dài, khoảng chừng một thước, vừa nhìn giống như phi kiếm, xem bộ dáng vô cùng khủng bố, giống như ác ma từ địa ngục lên. Hóa ra là tên này, hắn mà dám xưng là đế, lại còn là quỷ đế. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ chửi rùa,
người này là một trưởng lão của Hoàng Tiền Ma Tông chúng ta. Âm không chàng, khi Hoàng Tiền Đại Đế còn tại vị thì hắn cũng là một nhân vật lợi hại. Bây giờ còn dám xưng đế nữa. Bất quá hắn không có lượng lớn vong tình thủy thì vĩnh viễn không thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Tu vi của hắn hiện giờ đã tới tầng thứ 10, nghịch thiên cải mệnh, nhưng thọ nguyên sợ là không còn tới 800 năm. Nếu không có vong tình thủy, thì cuối cùng hắn sẽ bị âm hồn cắn trả, cuối cùng khí tán công tiêu. Đi đời nhà ma, chỉ có vong tình thủy mới có thể tẩy luyện âm hồn, chuyển hóa thành lực lượng tinh khiết. Bình thường cao thủ trường sinh bí cảnh của ma môn mới có thể xưng là ma đế. Hiện giờ quỷ đế chỉ mới là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh mà lại tự xưng là đế. Hiển nhiên là do sự tán loạn của Hoàng Tiền Môn mà ra. Rốt cuộc ngươi lại mời người của Hoàng Tiền Môn sao? Phương Hàn biết rõ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tin tức Hoàng Tiền Đồ truyền ra ngoài thì nhất định sẽ có người Hoàng Tiền Môn đuổi giết hắn. Từ sau khi Hoàng Tiền Đại Đế mất, Hoàng Tiền Ma Tông chia 5 xẻ 7, nội đấu hỗn loạn, nhưng mà lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Thái Nhất Môn cũng không dám tiến hành thanh tẩy môn phái này. Mà Hoàng Tiền Đồ xuất hiện thì cũng là dấu hiệu thống nhất Hoàng Tiền Môn. Nếu như một vị cao thủ nào của Hoàng Tiền Môn tìm được sau đó tế luyện, hồi phục Hoàng Tiền Đồ lại trạng thái đỉnh phong rồi mở ra Hoàng Tiền Bảo Khố, thực lực sẽ tăng mạnh, đủ sức thống nhất của Hoàng Tiền Ma Tông. Một lần nữa trở lại vị trí môn phái đệ nhất ma đạo cũng không phải là chuyện khó. Quỷ đế vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác được một luồng áp lực âm u, nặng nề đè xuống. Ánh mắt của Cổ Mông Tôn Giả cũng thay đổi. Cổ Mông Tôn Giả, đây là chuyện riêng của chúng ta. Hiện giờ ngươi có thể tự do trở về Thiên Đạo Các. Thế nào, ngươi nhanh đi đi. Quỷ đế vừa xuất hiện cũng không nhìn Phương Hàn. Tựa hồ hắn là Sơn Dương đợi làm thịt vậy. Một cái lệnh bài đen nhánh từ trong tay hắn bay thẳng về phía Cổ Mông Tôn Giả. Cổ Mông Tôn Giả tiếp lấy lệnh bài, nhìn kỹ một lúc thì lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt lộ vẻ xấu hổ nói: "Phương Hàn đạo hữu, lần này lão phu phải xin lỗi rồi. Giao dịch của chúng ta có lẽ phải hủy rồi. Nguyên anh đan mà ngươi tặng cho ta cũng sẽ trả lại hết." Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra hơn 1 vạn nguyên anh đan, hóa thành luồng sáng bay thẳng về phía Phương Hàn, sau đó thân thể rung động, lao vụt đi. Xích lạp, độn pháp của Cổ Mông Tôn Giả thật là nhanh đến không thể tưởng nổi. Thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi, mà quỷ đế cũng không ngăn trở, hiển nhiên là để cho đi. Đi, Phương Hàn nhắm ngay thời khắc Cổ Mông Tôn Giả vừa rời đi thì cũng bay vút lên. Thân thể lắc lư tạo ra ngàn vạn đạo ảo ảnh, đồng thời thân hình ẩn giấu ở trong đó, luồn lách như rắn trườn. Muốn thoát ra ngoài, hắn liên tiếp thi triển ra chân hình huyễn ảnh thuật, xà tước du thần khí, muốn thừa cơ hội này thoát đi. Quỷ đế vừa xuất hiện thì Phương Hàn cũng biết sự tình hôm nay không tốt. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, nếu như không tìm cơ hội thoát đi thì rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cùng bay lên với hắn còn có Liên Vân Tiên Tử, nàng cũng cảm nhận được tình thế không ổn, tự nhiên không đứng lại chịu trận. Hừ, muốn chạy, thanh âm của quỷ đế hư vô, mờ mịt, một chảo nhanh chóng vung lên, lập tức một luồng quỷ hỏa nhợt nhạt hiện lên, chặn trước mặt Phương Hàn, ngọn lửa màu trắng hừng hực thiêu đốt, bao phủ cả bầu trời. Hỏa quang do người bình thường phát ra đều là từng đoàn, mà của quỷ đế phát ra lại giống như một bức tường liên lạc, hơn nữa không nóng mà lạnh thấu xương. Đây là một loại lãnh diễm hiếm thấy trong thiên địa. U Minh Quỷ Hỏa, Diêm Hô. U Minh Quỷ Hỏa chính là một loại đại thần thông lãnh diễm, uy lực cực lớn, xâm lấn thân thể, trong khoảng khắc có thể tiêu hồn thực cốt, hơn nữa còn khắc chế rất nhiều loại thần thông hỏa diễm khác. Tu vi của quỷ đế đã đạt đến mức nghịch thiên, không phải cao thủ bình thường. 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử cũng không làm gì được. Ngược lại còn tạo cho hắn cơ hội để vây khốn ngươi nữa. Huyết Dạ Vương, Phương Hàn vừa mới nghĩ đến việc dùng Đại Nhật Hỏa Tai để phá trận thì nghe Diêm cảnh báo. Lập tức tỉnh ngộ, tinh thần chớp động như thiểm điện. Huyết Dạ Vương tập trung toàn lực chém mạnh một đao về phía quỷ hỏa. Nhưng mà U Minh quỷ hỏa tía nhợt vẫn lơ lửng giữa trời, thoáng cái bao vây quanh người Huyết Dạ Vương, tạo ra những âm thanh xèo xèo. Huyết Dạ Vương bị vây trong lửa, sau đó giống bức tường lửa đổ sập xuống, quỷ hỏa giống như đất đá rơi xuống, bao vây Phương Hàn. Tinh thiền, nhật nguyệt ngũ tinh trạc của Tinh Vân Bảo Bảo mạnh mẽ xoay tròn, bắn ra một mảng tinh quang lấp lánh, lập tức đầy U Minh quỷ hỏa lui lại một đoạn lớn. Nhật nguyệt ngũ tinh trạc là một đạo khí thuần dương,
Luận lực sát thương thì không hơn Huyệt Dạ Chi Vương, nhưng mà khi đối đầu với quỷ hỏa thì hữu dụng hơn rất nhiều. Chương 230. Chui đầu vào lưới. Hừ, chỉ là một kiện đạo khí thuần dương mà muốn phá tan u minh quỷ hỏa của ta sao? Nằm mơ, quỷ đế ngồi trên vương tọa nhìn thấy Tinh Vân Bảo Bảo đẩy lùi được ma khí. Sắp bỏ chạy ra ngoài thì há to miệng, mạnh mẽ thổi ra một luồng khí. Lập tức càng nhiều u minh quỷ hỏa bắn ra. Cả thiên địa chỉ còn lại một màu sắc tái nhợt. Đây là do đoàn hỏa diễm tái nhợt bao phủ khuôn viên hơn 50 dặm tạo thành. Trên mặt đất có rất nhiều cây cối hoang dã bị u minh quỷ hỏa làm cho héo rũ, trở nên đen đúa, bốc ra mùi hôi thối. Mà có rất nhiều côn trùng, động vật trong rừng như chuột, kiến, hổ, báo, sói đều bị quỷ hỏa giết chết. Tất cả linh hồn của các động vật này đều bị hút vào trong u minh quỷ hỏa, làm cho lực lượng quỷ hỏa lại tăng thêm. U minh quỷ hỏa này có một điểm lợi hại là một khi đánh ra thì tất cả hồn phách của sinh vật xung quanh đều bị nó hút lấy, dung nhập vào trong quỷ hỏa, thậm chí sinh cơ của thực vật cũng bị hút đi, khiến cho chút bị thối rữa. Đây là một loại hỏa diễm có tính hủy diệt, cướp đoạt, muốn luyện thành hỏa diễm này nhất định phải giết một lượng lớn người, thú, cướp lấy linh hồn của chúng, sau đó dung nhập các loại sát khí, ma tính cuối cùng tạo thành quỷ hỏa, chuyển hóa thành u minh. Vô cùng lợi hại, Chu Tiên Đạo trông thấy quỷ đế phóng ra u minh quỷ hỏa bao phủ một phương trời thì nhíu mày. Phương viên 50 dặm trong nháy mắt bị u minh quỷ hỏa bao trùm. Ngay cả tinh quang của nhật nguyệt ngũ tinh trạc cũng bị che kín, không tỏa được ra dù chỉ một chút. A Tị Môn, mở ra cho ta, thu lấy toàn bộ u minh quỷ hỏa. Ở trong khắc này, chỉ trong chớp mắt Phương Hàn đã xuất ra Huyết Dạ Vương. Tinh Vân Bảo Bảo thì xuất ra nhật nguyệt ngũ tinh trạc đẩy lùi được rất nhiều quỷ hỏa. Khi quỷ đế lại phóng ra hỏa diễm một lần nữa, diêm ở trên người Phương Hàn liền mở ra cánh cửa vô thượng của ma đạo. A Tị Môn, ma khí ngập trời bắt đầu tỏa ra, xoay tròn, tạo thành một dòng nước xoáy, thu lấy toàn bộ u minh quỷ hỏa vào trong A Tị Môn. Ma khí của nó càng ngày càng trở nên nồng đậm. Khổ a, khổ a, khổ a, vô số âm thanh thống khổ từ trong A Tị Môn truyền ra. Mỗi một loại âm thanh truyền ra là đại diện cho một loại thống khổ. Trong thế gian có hàng nghìn vạn loại thống khổ, vĩnh viễn không bao giờ hết. Tất cả hội tụ lại tạo thành một biển khổ, vô cùng khủng bố. Cơ hồ trong một nháy mắt này, u minh quỷ hỏa bị cắn nuốt hết một nửa. Toàn bộ đều bị hút vào trong A Tị Môn, trở thành lực lượng vận động A Tị Môn. A Tị Môn, A Tị Môn sao? Không có khả năng, không có khả năng. Không phải Hoàng Tiền Đồ bị tổn thương rất nghiêm trọng sao? Sao lại có thể khôi phục đến mức này được? Lại có thể mở ra được A Tị Môn. Quỷ đế thấy quỷ hỏa của mình trong nháy mắt bị hút vào trong cánh cửa lập tức chấn kinh, từ trên vương tọa đứng bật dậy. Vật có thể trong một chớp mắt thôn phệ lượng lớn quỷ hỏa như vậy nào phải tầm thường. Hắn là trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, năm đó khi còn ở dưới trướng của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng biết rõ sự lợi hại của A Tị Môn. Nếu như có thể mở ra toàn bộ A Tị Môn, phát huy uy lực của nó đến mức tận cùng thì có thể thôn phệ hết thảy, đem thế giới biến thành địa ngục A Tị, làm cho vô cùng sinh linh phải gánh chịu vô tận thống khổ, không bao giờ gián đoạn. Nhớ lại năm đó khi Hoàng Tiền Đại Đế càn quét quần ma, lộ ra thực lực của A Tị Môn, quỷ đế không nhịn được mà dùng mình một cái. Vốn hắn định thi triển một loại thần thông hoặc xuất ra một loại pháp bảo khác, bắt lấy Phương Hàn, cướp lấy Hoàng Tiền Đồ, nhưng A Tị Môn đã xuất hiện khiến cho hắn kinh hãi. Tốc độ xử lý cũng chậm lại, tạo cho Phương Hàn một cơ hội phá. Sau khi A Tị Môn hút lấy toàn bộ u minh quỷ hỏa, Phương Hàn nhân cơ hội này lại xông lên một lần nữa, thoáng cái đã đi vào trong mây, bỏ trốn mất dạng. Vừa rồi khi quỷ đế thi triển ra một loại thần thông, hắn đã phải đối phó vô cùng khó khăn. Nếu còn xuất hiện nhiều loại thần thông khác, xuất ra thiên địa pháp tướng của hắn thì Phương Hàn càng không phải là đối thủ. Muốn đi, quá coi thường bọn ta rồi. Ngay khi Phương Hàn vừa chui vào trong mây thì đột nhiên có hai đám mây trắng hiện ra. Đó là Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo. Hai cao thủ kim đan cảnh quỷ mị xuất hiện. Từ trên đỉnh đầu bắn ra một luồng khí lưu, lộ ra kim đan của họ. Bên trong kim đan bao hàm các loại thần thông, tỏa ra uy nghiêm rất lớn, cơ hồ đông cứng không gian, ngăn không cho Phương Hàn bỏ chạy. Vốn hai đại thích khách này đã sớm mai phục tại đó để ngăn cản không cho Phương Hàn chạy trốn. Liên Vân bay theo một hướng khác, không bị cái gì ngăn trở liền bay thoát. Hiển nhiên là quỷ đế và 40 đạo tặc không muốn đắc tội với Linh Lung Tiên Tôn.
Hơn nữa đối phó với Liên Vân tiên tử thì không thu được cái gì. Còn Phương Hàn thì khác, bảo vật trên người hắn đủ khiến cho người ta điên cuồng. Hai đại cao thủ cũng không có thi triển ra bất cứ loại thần thông nào, mà lại xuất ra bổn mạng kim đan của mình để ngăn trở. Bởi vì cao thủ kim đan cảnh thì cái có lực lượng lớn nhất chính kim đan. Cho dù huyết dạ vương là một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không phá tan được. Muốn ngăn cản Phương Hàn thì không thể dùng cái gì khác. Chỉ có uy lực mạnh mẽ của kim đan mới có thể làm được. Nhưng bọn họ nào ngờ rằng, Phương Hàn thấy bọn họ xuất ra kim đan. Uy lực mạnh mẽ ngăn cản không cho hắn chạy trốn thì chẳng những không sợ mà còn lộ vẻ vui mừng. Ngàn vạn lần không nên, A Tỳ môn chuyên thôn phệ kim đan. Chỉ cần kim đan bị dính phải một chút A Tỳ khí thì vạn kiếp bất phục. Quỷ đế thấy một màn này thì vội gào lớn. Nhưng vào lúc này, Diêm đã phát ra tiếng cười cà cà quái dị. Từ chính giữa A Tỳ môn bắn ra hai luồng ma khí. Trong hai luồng ma khí này ẩn chứa ngàn vạn khuôn mặt người vô cùng khủng bố. Những khuôn mặt nào thét gào, chu lên những âm thanh hống khổ, phá tan uy áp của hai viên kim đan. Thoáng cái đã tiếp xúc với kim đan. Không hay, Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo bị dọa nhảy dựng lên bởi vì trong nháy mắt ma khí tiếp xúc với kim đan. Bọn họ cảm thấy bản thân mất đi liên lạc với kim đan. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Kim đan bất hủ, kim đan vô lượng, kim đan là do các loại thần thông của bản thân kết hợp lại rồi lột xác thành một hạt giống thần thông. Có thể khu trừ tà ma, càn quét yêu nhân, nhưng không ngờ bây giờ lại bị ma khí đột kích. Bọn họ vốn tưởng rằng xuất ra bổn mạng kim đan của bản thân thì có thể dễ dàng đánh lui Phương Hàn. Không ngờ lại khéo quá hóa vụng, thật sự là người tính không bằng trời tính. Chính các ngươi tự xuất ra kim đan công kích A Tỳ môn, là tự mình chui đầu vào lưới. Phương Hàn mừng rõ trong lòng, nếu như hai người này không xuất ra kim đan thì hắn còn gặp nhiều khó khăn. Cho dù là bọn họ xuất ra kim đan nhưng nếu như không tấn công A Tỳ môn thì Phương Hàn muốn thu lấy kim đan của bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thì kim đan của cũng là do bọn họ dày công khổ luyện tạo thành. Không khác gì một thân thể thứ hai của bọn họ. Chỉ cần hơi chút động tâm là có thể thu lại. Hơn nữa kim đan và pháp lực bản thân liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Không hề phân cách, nhưng hiện tại chính là vì bọn họ dùng kim đan tấn công A Tỳ môn thì chẳng khác nào tự mình chui vào lưới. Thứ Nguyệt, Diệt Tinh, hai đạo tặc cảm giác được chuyện không hay. Một luồng ý niệm nguy hiểm nổi lên mạnh mẽ. Biết đây là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Cả hai đều cố gắng câu thông với kim đan. Cảm ứng kim đan của mức, muốn thu hồi kim đan trở về. Hai viên kim đan đang bị kéo vào trong A Tỳ môn hơi trì hoãn lại. Lơ lửng ngay trước cánh cửa địa ngục. Chỉ cần hai khỏa kim đan này đi vào trong A Tỳ môn thì sẽ vĩnh viễn trầm luân. Không bao giờ thoát ra được. Quỷ xà kiếm, đi, trong nháy mắt này quỷ đế đã ra tay. Hắn hất tay lên, một luồng hắc quang giống như rắn bắn ra, chém mạnh về phía thiên môn trên đầu Phương Hàn, ý đồ muốn khống chế Phương Hàn. Bên trong luồng hắn quang này thấp thoáng một kiện phi kiếm. Chính là phi kiếm của quỷ đế, gọi là quỷ xà kiếm. Đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, uy lực cực lớn, vạn quỷ tỏa hồn. Cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra rất nhiều đạo hắc khí. Trong các đạo hắc khí ẩn hiện những lệnh kỳ có vẽ đầu lâu. Tản mát ra quỷ khí vô cùng cường đại. Những đạo hắc khí này bắn ra bốn phương tám hướng. Thẩm thấu xuống nền đất. Bay lên trên trời. Trong nháy mắt đó, cả trời đất bị quỷ vụ bao phủ. Tựa hồ cả không gian đều bị phong tỏa. Ngăn không cho Phương Hàn chạy trốn. Đây chính là thủ đoạn bắt ba ba trong giỏ. Đây là một loại thần thông phong bế cực kỳ lợi hại. Đồng thời kết hợp với pháp bảo bày ra vạn quỷ tỏa hồn đại trận. Người bị vây hãm trong đó căn bản không thể thoát ra được trừ khi là cao thủ trường sinh bí cảnh. Huyết dạ vương, từ sau khi luyện thành não hải thứ hai, Phương Hàn đặc biệt mẫn cảm với nguy hiểm. Trong nháy mắt sau khi cảm giác nguy hiểm nổi lên, huyết dạ vương liên bay ra, ngăn đỡ quỷ xà kiếm. Sau một cú va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn, hắc quang cùng tinh huyết bắn ra bốn phương tám hướng. Quỷ xà kiếm dù sao cũng kém hơn ma đao huyết thương khung một cấp. Bị đánh lui. Lúc này quỷ đế bố trị vạn quỷ tỏa hồn đại trận vào điểm mấu chốt. Cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến quỷ xà kiếm. Chỉ há miệng phun ra một luồng cương khí bắn lên quỷ xà kiếm. Cả thanh phi kiếm đột nhiên giống như quỷ hồn của một con rắn. Lập lòe chớp động, tránh thoát huyết dạ vương. Tiếp tục đánh về phía Phương Hàn. Vô cùng xảo quyệt, rắn vốn là một loài vật vô cùng xảo quyệt. Linh hoạt, quỷ thì mờ ảo vô hình. Vô ảnh,
hai cái kết hợp lại thì đạt đến trình độ gì? Thanh quỷ xà kiếm do quỷ đế xuất ra tuy thực lực không bằng huyết dạ vương, uy thế cũng kém xa, nhưng lại vô cùng linh hoạt, luồn lách qua lại, so với ca trạch còn mau lẹ hơn, luôn có thể tránh né được công kích của huyết dạ vương, tạo nên hiệu quả xuất kỳ bất ý đánh về phía Phương Hàn. Mà ngay cả Phương Hàn cũng chưa từng thấy qua thanh phi kiếm nào láo lỉnh như vậy. Tịnh thế liên hoa, tại thời khắc mấu chốt này, Chu Tiên Đạo tự nhiên là không thể đứng nhìn được. Nàng sao có thể ngồi nhìn Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo mất đi kim đan được? Phải biết rằng một khi mất đi kim đan thì chẳng những mất đi toàn bộ thần thông, mà còn mất định tinh hoa sinh mệnh của bản thân, pháp lực cũng sẽ giảm đi chín thành. Nói cách khác, một khi kim đan của Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo tiến vào trong A Tỳ Môn thì pháp lực của bọn họ sẽ giảm mạnh. Hơn nửa thân thể suy yếu cực độ, tuổi thọ cũng giảm đi. Năm ngón tay Chu Tiên Đạo mở ra, một đóa hoa sen bay ra, phối hợp với quỷ xà kiếm đánh về phía Phương Hàn. Tinh Vân Bảo Bảo thấy tình thế không ổn thì giơ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, khẽ phóng ra, lập tức một mảnh tinh quang bay ra, bao trùm lấy Phương Hàn và bản thân, thậm chí còn bao trùm luôn Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo. Hai đạo tặc này liền bị lực lượng của tinh quang quấy nhiễu, lập tức tâm thần tán loạn, kim đan lại tiếp tục bị hút đi, dần dần đi sâu vào trong A Tỳ Môn. Hừ, tự gây nghiệt, không thể sống được. Kim đan của hai người các ngươi đã mất, nhưng bổn nguyên vẫn còn ở trên thân thể các ngươi. Ta sẽ thu lấy thân thể các ngươi, luyện chế pháp thánh xá lợi. Phương Hàn nhân cơ hội này, hai tay bắt lại, xuất ra thần thông ngũ dế đại ma, đánh về phía thân thể của hai người. Thiên địa pháp tướng, lúc này, quỷ đế vừa bố trí ra đại trận, phong tỏa bốn phía, ngăn không cho Phương Hàn bỏ chạy thì thấy Phương Hàn sắp thu được hai khỏa kim đan. Hắn sao có thể để Phương Hàn thành công được? Khi hắn vừa hô lớn thì từ trong trời đất đột nhiên bắn ra một luồng khí lưu. Cả đất trời đều rung động kịch liệt. Một bức tượng ba đầu sáu tay, được bao phủ bởi lân phiến màu đen, mặt xanh, nanh vàng, tay cầm lang nha kiếm, cứ xỉ đao, khô lâu trượng, ba pháp bảo, còn hai tay còn lại thì kết ấn, còn một tay vẫn giữ nguyên, chính là thiên địa pháp tướng của hắn. Quỷ thủ vừa xuất ra thì uy áp đè xuống như núi, lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Phương Hàn. Hết chương 230 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.